đó cả nhà. Rồi tối hôm nay em xả combo cả nhà nha, xả combo hàng lễ size. Hello cả nhà. Đấy cả nhà vào xem sale mấy chị nha, xem hàng sale hàng lễ size cho em nha. Cả nhà chia sẻ like cho em mấy chị nhé. Cả nhà chia sẻ like cho em nghe với. Rồi chị thấy em chấm bài cho em nghe mấy chị nhé. Hello cả nhà. Hello, hello cả nhà. Rồi chào chị Nghi Tâm. Chào các chị yêu nha. Sẽ lộn xộn cho em nghe mấy chị ơi, hàng lễ sai. Rồi chốt đủ hai bộ cho em nghe đi đơn nha cả nhà nha. Rồi em chào chị Tiến Trần, cả nhà chia sẻ like cho em nghe với. Tối nay xem hàng sale cả nhà nha, xả combo hàng sale lễ size. Rồi em chào chị Thảo Hiếu, lễ size cho em nghe. Sale hàng lễ size, hai bộ là 119.000 lễ size tất cả các kiểu. Hello hello cả nhà. Rồi mấy chị chia sẻ like giùm em với. Hàng lễ size nha cả nhà nha, 119.000 hai bộ cho em nha. Bất kỳ chia sẻ like là có đơn cho em nha. Em thấy chị Nguyễn Thúy, em thấy chị Hương Lê, em thấy chị ok gạt nè nè, chia sẻ like cho em thấy chị Yến Kim. Mấy chị chấm bài cho em nghe mấy chị. Hỏi ẩn comment cho em nha. 119.000 hai bộ, bất kỳ cố gắng chốt em đủ hai bộ cho em nghe nha. Hàng sale lễ size cho em nghe. Rồi ok cả nhà nha. Em cố gắng sợ hàng lễ size nhiều quá trời luôn. Em like một like, ngày mai sẽ có hàng mới cho cả nhà. Ngày mai sẽ được 3 bao hàng mới cho cả nhà ha. Dạ ok cả nhà. Chào Hồ Cẩm Ly. Hello cả nhà. Chia sẻ like cho em nghe mấy chị nha. Rồi cố gắng cho em đủ hai bộ nha, em sẽ gom đơn cho chị làm chốt đủ hai bộ cho em nha. Rồi hai bộ bất kỳ 119k đấy, hàng lễ size. Rồi em chào chị Minh Tâm, em chào chị Nguyễn Thúy. Hello cả nhà, em chào chị Nguyễn Quyên. Cả nhà chia sẻ like cho em nha mấy chị nha. Dạ đồ bé trai bé gái em lộn xộn các kiểu mấy chị, cứ hai bộ là 119k, đùi cũng có, áo cũng có các kiểu cho mấy chị. Chia sẻ like cho em nha với. Em chào chị Linh Trần. Dạ hello cả nhà. Rồi lên nha cả nhà nha. Đấy hàng lễ size cho em nha. Mỗi mẫu có được 1 bộ, 2, 3 bộ trở lại thôi. Đấy nhiều nhất là được 3 bộ thôi cả nhà nha. À, lộn xộn các thật tất cả các size cho em nha. Thứ hai bộ là 119k, em có ghim hàng phía dưới á. À, tối nay em sẽ xả combo cả nhà nha. Xả hàng lễ size thôi. À, rất là rẻ. Đấy, em đang dò kho. Mờ lắm hả chị? Cả nhà coi được rõ không? Cả nhà coi được rõ nè. Dạ ok cả nhà nha. Rồi em chào chị Nguyễn lên, cả nhà coi được rõ không ạ? Cả nhà rõ không? Cả nhà chấm bài cho em nghe với. Mấy chị coi được rõ không? Rồi, mờ hả? Ờ, có chị kêu rõ, có chị kêu mờ. Có nghĩa là bị mạng á. Có thể là mạng nha, mấy chị bị yếu á. Rồi, lên nè mấy chị yêu nha. Nói chung là lộn xộn tất cả các kiểu cho em nha. Ok chưa? Trai cũng có, con gái cũng có. Mấy chị cố gắng chốt đủ hai bộ giùm em. Không chốt lẻ một bộ cho em nha. Tại vì giờ nó hàng là lẻ size. Tất cả các mẫu cho em nha. Hai bộ 119k em đã xả combo. Ok chưa? Bộ đây còn 3 bộ này. Ok lỡ. À, bộ đây tầm bé là 35 kg lại cho em nha. Rồi bộ xanh này. Xanh này tầm 30 kg, 35 kg cho em màu xanh. Để quê luôn xanh. 30 kg, 35 kg màu xanh nha. Cứ hai bộ cố gắng chốt đủ hai bộ giùm em nha. Không chốt lẻ một bộ. Đấy. Bên em là một bộ không dùng đơn mấy chị nha, từ hai bộ em mới đi đơn. Rồi tranh thủ chốt cho đủ đơn nha, xanh cho em nha nè. Đó ok nè, xanh nè, đẹp lắm cả nhà. Hai bộ bất kỳ nha mấy chị nha, không cần thiết phải hai bộ giống nhau đâu, cứ hai bộ bất kỳ cho em nha, một combo. Ok chưa? Rồi là một xanh cả nhà, xanh nè. Ok Hồ Nguyệt nè, hai bộ cho em nha. Hồ Nguyệt hai bộ nè, đẹp lắm cả nhà. Rồi xanh nè, em chốt cho Hồ Nguyệt hai xé cho em nha, đẹp lắm trời ơi. Hai bộ bất kỳ cho em nha, 119 nha. Xanh này Hồ Nguyệt một xếp đi, đẹp lắm cả nhà. Hai bộ bất kỳ cho em nghe nha, hàng lễ size mấy chị cố gắng chúc em đủ hai bộ cho em. Hồ Nguyệt còn lam một bộ cho em nghe nha, còn lam một bộ nè. Chị Hồ Anh Nguyệt hai bộ có đơn cho em nghe. Rồi ok cả nhà nè, nhợn này còn mấy bộ nhợn nè. Ngày mai có hàng mới cả nhà ơi, lộn xộn các kiểu nhợn.
Dạ này còn số, em còn sai này, còn sai số 2. Số 3. Số 2, số 3, số 4, số 5 và số 12. Có nghĩa là 10 đến 16 kg và muộn là tầm 30 đến 32 kg nhá. Nhận. 10 đến 16 kg và muộn là tầm 30 đến 32 kg em. Đấy, nhận. Còn số 12 tầm 32 kg và 3 kg đi, nhận. 10 đến 16 kg và muộn là tầm 32 kg và 3 kg em. Rồi là mã nhận cho em nghe nhận. Rồi là nha mã nhận nha cả nhà nhận cho em nghe nhận. Dạ xanh em hết là nhận 10 kg em chúc chị Nguyễn Thúy nhận này. Chia sẻ like cho em nghe mấy chị cố gắng chúc em đủ 2 bộ thôi nha, không chúc lẻ 1 bộ cho em nghe, 2 bộ 119 nha. Nguyễn Thúy nhận này. Nhận bao đẹp cả nhà nha. Rồi xanh em hết. Nhận 30 kg á. Số 12 chúc luôn nha. Nhận em chúc chị Yến Phi này. Rồi ok nhận nha mấy chị nhận cho em nghe, đẹp cực kỳ luôn ha. 2 bộ cho em nha 119k, chia sẻ like cho mấy chị nha. Ok. Các chị đặt chia sẻ like cho em nha. Giờ này còn số 4 và số 5 cho em nha. Còn 2 bộ nhận. Em cho chị coi nè. Rồi nhận 30 kg hết size. Rồi nhận 23 kg hết size. Nhận còn 2 bộ thôi. 12 kg Yến Phi chốt rồi. Nhận còn 12 kg cho tới là 15 kg cho em nha. Em đang sale hàng lẻ size. Mấy chị cứ tranh thủ chốt hàng lẻ size mấy chị ơi. Ngày mai sẽ lên hàng mới cả nhà. Rồi nhận nha. Nhận này tầm bé là 12 kg tới 15 kg em. Em còn 2 bộ thôi. 12 đến 15 kg thôi không chị, hàng lẻ size mấy chị ơi. Đó. Rồi, mã nhận cho em còn size bé 12 kg tới là 15 kg cho em 2 bộ 119 các em chỉ làm được một cái like tối nay, hôm nay là hàng sale thôi, hàng lẻ size combo. Rồi ngày mai sẽ lên hàng mới cho cả nhà. Đấy, hàng lẻ size mấy chị tranh thủ chốt đủ 2 bộ cho em đi đơn. Cố gắng chốt em đủ 2 bộ cho em nghe. Ok chưa? Gái trai lộn xộn mấy chị ơi, bây giờ còn thì em lên đó nghe. Gái trai lộn xộn mấy chị nha. Đấy. Bây giờ nó còn lẻ size có gì em like cái đó nha. Đẹp ghê luôn á, em còn 2 bộ nè. Đấy. Lên bộ gấu xanh nha, 10 kg cho tới là 13 kg em. Trời cưng quá. Đó. Rồi, lên mã gấu xanh cho em nha, 10 kg 13 kg cái size, hàng nó 100 mấy ngàn bộ đó. Đây, đẹp ghê luôn á. 10 kg cho tới là 13 kg nha. Bộ xanh cho em nha nè, gấu xanh cho em nha, hơi bị đẹp. Còn hai bộ size nhỏ thôi, 10 kg cho tới là 13 kg cái size. Trời ơi, tối nay chị nào không xem live tiếc lắm luôn cho mấy chị nha. Rồi màu xanh cả nhà, gấu xanh size nhỏ có mũ cho nha. Đấy. Rồi mã xanh 13 kg nè, xanh em chúc chị Hồng Cúc nè, xanh em chúc chị Nguyễn Thúy nha. Mỗi chị bộ giùm em. Đấy. Ok cả nhà nha, Nguyễn Thúy một set cho em nha nè. Tranh thủ mấy chị ơi. Tranh thủ này tối hôm nay đang sale rất là rẻ, tại vì hàng lẻ size rất là nhiều. Rồi xanh này em có 2 bộ. Rồi. Màu vàng này em có 2 bộ nè. Dạ xanh em hết mấy chị đổi xanh màu vàng cho em nha được không? Tầm 10 kg tới 13 kg cho em. Đổi màu vàng này. Màu vàng nha cả nhà, vàng cho em có 10 kg 13 kg em. Trời cái dòng mấy chị mua 100 mấy một bộ đó. Bây giờ mấy chị mua được một tặng một giùm em luôn á. Đây là màu vàng cả nhà này, thấy con mèo không? Mèo là bao xịn luôn á. Màu vàng ha, vàng này. Em có size biết là 13 kg lại thôi nha màu vàng. 10 đến 13 kg có size cho em nha, có mũ ha. Rồi vàng 10 kg em chúc cho Ngọc Thúy nha, vàng này. Vàng 13 kg chúc Bạch Long nha. Ok em nè. Hai bộ cho em bất kỳ là 119 ngàn. Cố gắng chúc đủ hai bộ nha, không chúc lẻ một bộ. Không chút lẻ một bộ cho em nha. Đồ rẻ quá trời luôn á. Hai bộ cho em nha. Rồi ok này, xả kho cả nhà nốt. Rồi nâu này còn hai bộ nâu, vàng em hết. Vàng em hết cả nhà. Nâu này còn hai set này 10 kg nhá. Trời ơi, tôi có 10 kg tới 13 kg cho em á, bộ nâu. Gấu nâu em còn hai bộ. 10 kg 13 kg có size nha nâu nè. Đẹp ghê luôn á. Trời ơi, tối nay xả kho một like duy nhất mấy chị ơi. 119k hai set bất kỳ cho em nha, cố gắng chốt đủ hai bộ nha. Rồi là bộ gấu nâu nè, hàng mấy chị mua 100 mấy nhau bộ đó. Đẹp lắm. Rồi, ok cả nhà nha. Rồi nâu nè, nâu 10kg. Rồi ok cả nhà, bộ nâu cho mấy chị cố gắng chốt nha. Hàng sale em không xả hàng mấy chị nha. Hàng sale không xả hàng. Chị nào xả hàng là bữa sau em không chốt đơn nữa. Tại vì hàng sale rồi, like khổ lắm chị. Hàng sale mấy chị nha. Rồi chị xí mũi cố gắng chốt nha. Xí mũi nè, không dùng đơn nha cả nhà. Phượng Phan chốt nè, nâu. Rồi, chị Nguyễn Loan ơi, hết size. Rồi ok nha, nâu đẹp chút chị ạ, xí muội Phượng Phan. Rồi còn hai bộ cuối cùng cho em nha. Còn hai bộ cuối cùng này. Rồi ôi màu cam, gấu cam 10kg cho tới là 13kg gấu cam. Mã gấu cam nha, em còn size bé là 10-13kg em mã gấu cam cho em á, gấu cam. Rồi sale lễ size cho chị ơi, chia sẻ like cho em nha. Cố gắng là chia sẻ like cho mấy chị nha. Thế là vết ngập này. Em còn hai bộ nha. Ủa 8kg mắc được á chị ơi, Nguyễn Loan chút bộ này 8kg nè, gấu cam nha. Cam này chút chị Nguyễn Loan luôn nè. Ok Nguyễn Loan nha, có đơn này. Cố gắng cho em đủ hai bộ nha, không chút lẻ một bộ nha. Và đây không chút lẻ một bộ, tại vì đăng like combo này có hai bộ 119k thôi, rất là rẻ. Còn bộ nữa,
size bé 12 ký cho em nha, 10 12 ký còn một gốc cam. Còn một cáo gốc cam. Còn một set cuối cùng cho em á 10 đến 12 ký cho em cam. À, Nguyễn Loan là ok, Nguyễn Loan bộ 13 ký, bộ 8 ký đúng không? Ok, hai bộ đúng không? Rồi ok, chúc thì hai bộ luôn nha. 13 ký và 18 ký em. 13 ký cho tới là 10 và 8 ký chứ. Rồi ok cả nhà nha. Trời ơi, tối nay cả nhà nhiệt tình quá, chia sẻ like cho em nha với. Cả nhà chia sẻ like cho em nha. Màu hơi lóa này. Này màn hình thiệt luôn á, không có chụp không có dùng màn ái đó mấy chị. Rồi ok cả nhà có rõ được không? Hàng thun lạnh cho em nè. Rồi hàng của Sushin chip cho mấy chị xếp một trắng nhá, trắng cho em nha này, trắng đùi. Cái này có size bé là 10 ký nhá, trắng đùi này ok cả nhà chia sẻ like cho em nha. Đây, đây là hàng thương hiệu của Sushin chip cho em nha, 10 ký tới 14 ký nha, 13 ký cho mày. Trắng. Hàng thun lạnh cho em nha, trắng này còn hai set cho em. Rồi 10 ký tới 14 ký một trắng cho em nha ha, trắng 10 đến 14 ký trắng to chút phải bạch long này. Mã chất to nha. Đẹp lắm, cứ hai bộ 119.000 cho em, cứ chốt đủ hai bộ cho em nha, không chốt lẻ một bộ nha. Rồi, trắng ok nè, đẹp lắm, trời ơi, cưng lắm. Trắng còn bộ 12 ký, 13 ký cái size nha. Tranh thủ chốt mấy chị. À, 14 ký hết size chị Thiên coi, em còn bộ trắng 12 ký, 13 ký cho em nha. Hàng phun lạnh, hàng của Sushin chip đó chị. Hàng này bao đẹp luôn, lẻ size, toàn là hàng cao cấp lẻ size thôi. Em còn một set nữa, màu trắng 14 ký hết size, em còn bộ là 12 ký, 13 ký em màu trắng. Đẹp ghê luôn bộ cô gái. 12 ký 13 ký nhá. Trắng còn bộ này siêu rẻ đúng không? Hai bộ mà có 119k. Trời ơi tối nay chị không xem mấy chị tiếc lắm mẹ em ạ. Tối nay cố gắng xem like cho mẹ em chị ơi. Trắng này còn bộ 12 ký 13 ký mẹ em. Chị đã chúc trắng cho mẹ em màu trắng cho em nha. Trời ơi, Mickey nè. Rồi, Mickey này size bé 13 14 ký nha Mickey cho em nghe, còn set Mickey. Trời ơi cưng quá. À. 13 ký 14 ký cho em nha. Bộ đây bữa mấy chị bán toàn là 100.000 bộ luôn á, toàn 100k hết. Còn một set Mickey này size bé 13 14 ký mấy chị nha. Một cái like duy nhất mấy chị tối hôm nay thôi, thằng lại sale. Rồi em còn bộ Mickey nè. Đẹp quá trời luôn. Size bé là 13 14 ký nha Mickey cho em nghe này. Rồi hàng thun lạnh em chốt cho Ngọc Châu Lê. Cứ hai bộ là 119k. Đẹp lắm trời. Mickey em chốt chị Ngọc Châu Lê. Dạ em hết Mickey chị ơi, có một bộ à. Trai cái lộn xộn nha, cứ chốt đủ hai bộ làm nha đi đơn. Cứ đủ hai bộ cho em nghe đi đơn. Mã kẻ còn hai bộ này. Kẻ còn hai bộ mình. Mã kẻ còn hai bộ nha. Kẻ nè 12 ký 13 ký vòng bộ là 20 ký giùm em. Kẻ. Trời ơi 12 ký 13 ký một kẻ nè. Và một bộ là tầm biết là 20 ký 22 ký nha. Kẻ còn hai bộ thôi. Còn size số 7 á, kẻ còn bộ size số 7, một bộ là size số 2. Thun lạnh mẹ ơi đẹp lắm. Mã kẻ nha, 12 ký 13 ký vòng bộ là tầm 20 ký 22 ký mã kẻ. À, kẻ này em chốt chị ạ. À. Kẻ hai bộ luôn. Kẻ hai bộ em chốt chị Mitty luôn, là kẻ hai bộ luôn có đơn nè. Rồi ok chị em kẻ hai bộ. Kẻ này em chốt chị Mitty hai bộ giùm em nha. Cứ hai bộ bất kỳ cho em nha, là 119.000 cứ đủ một combo làm đi đơn nha cả nhà. Cái này không dùng đơn. Cái này là em không dùng đơn nha cả nhà nha. Cố gắng em đủ hai bộ cho em nha. Chị là chốt lẻ một bộ là không chốt đơn mấy chị ơi, cố gắng giùm em. Sale trời ơi, sale này rẻ lắm mấy chị ơi. Trời ơi. Màu hồng, mà hồng này size bé 12 đến 13 cái nhà bộ hồng. 12 đến 13 cái có size nha, nã hồng cho em nghe bộ hồng. Trời ơi cưng quá. 12 đến 13 cái có size cho em bộ nhện, em còn nhện còn nhện còn một bộ hai bộ vậy á. Mã hồng 12 đến 13 cái giác nhện. Hàng này hàng thun lạnh của Sushin chip cho em nghe nha. Rồi lên bộ nhện hồng nhện. Rồi lên mã nhện nha cả nhà, nhện hàng lẻ size với chị theo dõi like cho em có đơn, lộn xộn tất cả các mẫu, dài cũng có, đùi cũng có, áo cũng có, đầm cũng có, váy cũng có mấy chị nha. Rồi em chúc chị Nguyễn Thúy nha, cố gắng chúc em từ hai bộ cho em nghe đủ combo. Rồi ok chị Nguyễn Thúy nha, Nguyễn Thúy nha nè. Rồi ok chị nha. Nhờ này còn hai bộ nè. Nhờ này còn hai bộ nè. Nhờ này tầm 13 ký tới 15 ký này nhện nè. Em còn hai bộ nhện nha. 13 đến 15 ký cái size bộ nhện nha cả nhà. Hello cả nhà, em chào chị Dung luôn nè. Trời ơi cưng quá, bộ nhện còn hai set cho em bao đẹp cả nhà. Hàng bao xịn luôn, tại vì đây hàng cao cấp hết mà hàng lẻ size cả nhà, tranh thủ chốt đi. Nhện ha. Dạ kẻ hết rồi. Mã nhện nha, cái size bé 15 ký lại cho em 13 đến 15 ký bộ nhện nè, phun cô tông. Nhện em còn hai bộ, bé trai đó. Chị lấy bé trai lấy mã nhện cho em nha. Nhện. Không, nhện nó có size bé tầm là đẹp lắm chị ơi, cưng lắm chị ơi, mã nhện cho em nha. Nhện ha. Hello cả nhà. Nhện 12 ký em chốt chị ạ. Chị đổ nè. Nhện còn 14 đến 15 ký em còn bộ nhện nữa. Dạ ok chị yêu nha. Ok chị yêu này.
Giờ em còn một bộ nữa, 14 cái 15 cái size dùm em. Cứ hai bộ là 110 kg nha. Em đang ghi hàng bên dưới cả nhà, xem hàng lẻ size. Rồi, em hóng mười mấy ký. Ok, lộn xộn nha cả nhà nha, cứ theo dõi like mấy chị chốt đủ đơn cho em nha. Rồi bộ vàng này, 20 ký 22 ký nhé, size số 7 nè, bộ vàng này đẹp kia luôn á. Còn bộ vàng cả nhà hàng MB á, phun cô tâm chính phẩm bạc xịn lắm, cái này size biết 20 ký 22 ký cho em nha. Rồi áo phun crop top lửng, rồi với quần ôm mấy chị nha, quần ngố cho em nha, phun quần lửng, đây là quần lửng cả nhà nha. Vàng vàng này 20 ký em chốt chị kim trà. Dạ vàng này em chốt kim trà, cứ hai bộ bất kỳ cho em nha là 119 nha. Dạ vàng này em chốt chị kim trà, cảm ơn này. Vàng màu hồng này còn số 3, số 4 và số 7, tầm là 22 kg màu hồng. Màu hồng này có size của bé tầm là 12 kg tới 22 kg màu hồng. 12 kg tới 22 kg giùm em màu hồng, đẹp ghê luôn hằng. Hàng phun đẹp lắm mấy chị ơi, hồng. Hồng size số 7 em chốt chị Trí An Nguyễn, cố gắng chốt từ hai bộ cho em nha. Hàng sale em nói trước mấy chị, hàng sale mấy chị chốt mấy chị lấy giùm em. Tại mỗi lần sale hàng lại sai cực lắm, mất thời gian, mà mấy chị cố gắng chốt rồi lấy. Còn mấy chị đâu được chốt hàng sale mà mấy chị còn xẻ thì cho em nha, xin phép rồi sau không chốt đơn nữa nha. Rồi hồng 17 ký ha, hồng này còn 15 ký ha, hồng này còn 15 ký lại nha, 15-16 ký lại thôi. Hồng này 16 ký chút chị Ngọc Quý, cái nào có size mới chốt mới hiểu nha. Cái nào có size em đọc tên mấy chị nhớ kịp theo số ký, không có số ký em nha không biết nào chốt đâu. Hồng hồng em hết này, hồng này còn size của bé tầm 14 ký lại thôi, hồng em còn 14 ký lại nha. 12 ký 14 ký bộ hồng này. Dạ 12 ký 14 ký em vàng hết, chị nào có size mới đọc tên nha. Ok cả nhà lễ size á. Rồi em còn size bé 12 ký tới 14 ký màu hồng này, đẹp bê luôn á, 12 đến 14 ký màu hồng nha. Đấy em còn hai bộ hồng vậy nên chốt không, 12 ký tới 14 ký size nhỏ này, còn hai bộ thôi. Mã hồng 14 ký em chốt chị Yến á, Yến Kim có đơn này. Hồng còn bộ 12 ký giùm em, chị nào có đơn em đọc, em đọc mấy chị nha, chứ không thể đọc hết được, chị nào có đơn em mới đọc. Còn bộ hồng size bé 12 ký, còn bộ hồng 12 ký cho em nha. Trời ơi đẹp lắm cả nhà, hàng đây hàng phun đẹp lắm, phun này hàng phun cô tâm chính phẩm, hàng của MB á cả nhà, còn vài bộ theo cảnh nàng nha luôn. Rồi hồng này còn bộ, rồi hồng còn bộ này, tranh thủ chốt cho em nghe đây chị ơi, coi bị đẹp luôn á, xe quá trời rẻ luôn. Ok cả nhà, biết là lên hàng ấy chứ cả nhà, cho đẹp lắm. Hàng lễ size hồng 12 ký, xanh số 10 là bộ nào, hồng 12 ký em chốt chị Nguyễn Như Ngân. Chị Nguyễn Như Ngân lên số điện thoại cho em thấy chị Hoa Quỳnh, chị Nguyễn Như Ngân là lên số điện thoại nha, chốt cho Nguyễn Như Ngân. Trời ơi ha, trời lộn xộn cho em nghe chị ơi, hàng lễ size vì có mẫu này em lên mẫu đó cho. Trời ơi bộ đây size số đây, dạ tay này mã mèo, 16-18 ký mã mèo nha. Ok chị Dương Ngân thấy số điện thoại rồi, 16-18 ký bộ mèo. Trời cưng quá bộ mèo này cả nhà, 16-18 ký nha bộ mèo. Em thấy chứ yêu nhưng mà không có size, không có chốt được á. Mã mèo cho em nha, 16-18 ký bộ mèo. Dạ mèo 16-18 ký em chị ơi, bộ mèo nè, cưng quá trời luôn. Dạ tay có, ngắn tay có, đùi có, dài có giùm em. Rồi mèo 16-18 ký cho bộ mèo, ok chưa. Rồi mã mèo với chị mã mèo này em chốt chị Mity nè, bộ mèo này chốt chị Mity 16-18 ký nha cả nhà nha, nhớ em cái số ký em nha, cái bộ mèo. Rồi ok cả nhà nha, ok chị này cứ hai bộ cho em nha là 119 ngàn, đang sale lễ size, cố gắng mấy chị yêu ơi, lễ size nhiều quá, cố gắng sale. Rồi màu đỏ này, đỏ này 14 ký 15 ký màu đỏ nha, đỏ là hình con ngựa, 14-15 ký nha cả nhà, màu đỏ này đẹp ghê luôn á, đỏ 14-15 ký nha, chắc đẹp là cả nhà màu đỏ. Mèo hết rồi cả nhà, màu đỏ này, ngựa nha, hình con ngựa cho em nha, chắc đẹp lắm. 14-15 ký mặt đẹp nha, màu đỏ cho em nha này, trời ơi cưng quá à. Đấy màu đỏ nha, đỏ này 14-15 ký em chốt chị Kim Yến nhé, hai bộ cho em nha, cứ bất kỳ hai bộ cho em nha là 119 k, cứ chốt đủ hai bộ mấy chị nha, không dùng đơn, thằng lễ sai mấy chị yêu ơi. Ok cả nhà nha, lễ sai nhiều lắm, lễ sai nhiều lắm, cố gắng tối em like mấy chị yêu nào. Ok nhà màu đỏ nha, còn bộ này nữa nè, em còn bộ đỏ nè, 16 ký 18 cho em còn bộ đỏ nữa, 16-18 ký còn set đỏ. Rồi 16-18 ký đẹp nha, ôi này cái chất này mặc tới đâu là ôm tới đó cho em nha,
16 đến 18 với chị em hả? Ngựa đỏ. Ngựa đỏ còn bộ nha. Nguyễn Long đỏ 14 ký hết size rồi. Ngựa đỏ 18 ký em chốt chị Kim Trà. Ok chị Kim Trà còn bộ. Đẹp lắm trời ơi, hàng bao hàng cả nhà luôn. Rồi em hết cả nhà. Em lên màu khác cho. Trai gái lộn xộn. Màu xanh này, số 2, số 3, số 4, 13, số 14. Ừ. Xe to. Có nghĩa là màu xanh nha. Xanh này còn mấy bộ này. 16 ký lại nha. Rồi xanh này 10 đến 16 ký giùm em. Và tầm là 33 ký cho tới là 36 ký cho em. 33 đến 36 ký, 38 ký luôn. Rồi màu xanh nha cả nhà, xanh này. Rồi xanh là 14 sao? Xanh 13, số 13 chốt chị Phương Lan một bộ này, xanh số 14 chốt chị Phạm Thảo này. Rồi ok là mỗi chuyện bộ này. 13 là chốt Trương Lan này, số 13 này. Ok nè. Trương Lan là số 13 nha. Phạm Thảo là số 14 này. Quá trời rẻ. Xanh 13 ký em chốt chị Khánh Trang. Không dùng đơn với chị nha, cố gắng chốt em đủ hai bộ làm mini đơn đó. Xanh 16 ký chốt chị Phương Trương Lan 16 ký. Trương Lan 16 ký chị em có đơn này. Đẹp ghê luôn á. Trương Lan 16 ký có đơn dạ nha. 13 ký em chốt chị Khánh Trang, cố gắng chốt lấy hàng cho em chịu nha. Rồi, em còn size của bé tầm 14 ký lại thôi. Xanh sau này còn 12 đến 14 ký có size nha cả nhà, hết size rồi, chị nào có size mới đọc tên nha. Rồi xanh này 12 ký em chúc chị Phạm Văn xanh 12 ký có size. Rồi ok chị nha, xanh này còn size bé 13 ký nhé, 13 14 ký cho em một xanh. Em còn xanh 13 14 ký cho em một xanh này, còn một xanh nữa 13 đến 14 ký thôi cả nhà, một xanh đẹp lắm. Em còn một xanh này cả nhà, đẹp lắm. 13, 14 ký cho em nha, chắc bao đẹp luôn. Thích lắm luôn cả nhà. Nguyên bộ nè, hàng thun vô tông chính phẩm nha. Em bao hàng cả nhà luôn. Rồi, hai bộ bất kỳ cho em nha. Rồi xanh, em còn bộ 13, 14 ký size nha, xanh còn set. Rồi, ok cả nhà nha. Xanh còn set cho em nha, rất đẹp lắm mấy chị ơi. 13 ký 14 ký size cho em nha. Xanh 14 ký cho Trang Nguyễn. Cố gắng chúc đủ hai bộ cho em nha. Hai bộ bất kỳ cho em nha là 119.000. Ôi còn hai bộ đây. Đẹp quá luôn á. Rồi 13 ký cho tới là 18 ký cho em bộ hồng. Cưng quá à. 13 đến 18 ký cho em nha bộ hồng nè. Ôi cưng quá, còn hai bộ hồng. 13 đến 18 ký cho em. Cưng quá. Gấu hồng cho em nghe nha. Đấy, áo ngắn tay với quần dài. Phía dưới là có thun bo nha hồng. Hồng hả? Hồng 18 cái chút Kim Trà bộ hồng nè. Ok chứ yêu hồng. Hồng 13, 14 cái em còn bộ hồng nữa. Hai bộ bất kỳ cho em nghe có 119.000. Hai bộ bất kỳ hàng lễ size. Hồng tú lên hết hồng chứ yêu. Hồng em còn một bộ 13 cái 14 có size cho bộ hồng. Đẹp lắm chị ơi. Xuống hết. Hồng em còn một bộ nữa 13 cái 14 cái size nha bộ hồng. Hàng thun lạnh chị ơi, nó xuống lắm. Đấy, cắt đẹp giả mang luôn. Còn bộ cuối cùng nè, 13 ký nha cả nhà, 13, 14 cái cho em. Mặt sướng lắm, phun lạnh mặt bao phê. Đấy, hồng mấy chị mã hồng cho em nha. 10 có lễ size cho em nha chị, lễ size. Còn bộ hồng nữa, chị có bộ hồng nữa. Còn bộ nữa 13 cái 14 cái size bộ hồng. Trời ơi, hàng xuất hàng, khổ ghê. Đây còn mấy bộ hàng xuất hàng. Hàng xuất hàng mấy chị chắc chắn chốt, mấy chị lấy cho em, mấy chị hàng sale đừng đổi trẻ mấy chị nha. Không đổi trẻ hàng chắc chắn chốt là lấy cho em nha. Rồi, lên một bếp 3 heo nè. Heo này có size bé là tầm 20 ký nha. 18 ký 20 ký bộ heo bếp 3. Heo bếp 3 này, 20 ký cho em heo. Gấu xanh nè ta. Gấu xanh là 13 ký. Hết rồi nè. Gấu xanh bếp 3 20 ký á. Bếp 3 20 ký em chốt chị Nguyễn lên nè. Gấu xanh ha, 13 ký nha. Không có màu xanh chị ơi, gấu hồng, có lấy gấu hồng không? Gấu hồng 13 ký có size với chị, có lấy gấu hồng, em lấy gấu hồng cho 13 ký có size, gấu hồng. Gấu xanh là bộ gì? Gấu xanh là bộ nào? Rồi, nhện nè. Rồi, mã nhện nha. Gấu xanh chị, gấu xanh là mẫu nào vậy? Rồi, lên bộ nhện tầm bé 16 ký, 18 ký nhé, nhện nè. Rồi, lên bộ nhện cho em nghe 16 đến 18 ký, hai bộ bất kỳ cho em nghe là 119 ngàn nhện. 16 đến 18 ký nhé, em cho chị Hiền Quang, theo dõi like cho em nghe chị ơi.
nhện 16 đến 18 mấy em bộ nhện. Mấy chị để ý cái size cho em nghe nha. Nhện em chốt chị trăm bách nè. Hàng lẻ size hai bộ bất kỳ cho em nha là 119.000 hàng lẻ size nó ơi nha. Rồi. Có nhiều lắm. Theo dõi like là có đơn mấy chị. Theo dõi like cho em nghe là có đơn. Rồi, lên bộ đây khủng long vàng nè, vàng 16 đến 18 miếng vàng. Mã vàng 16 đến 18 miếng màu vàng nè, vàng. Mọi thứ còn bộ hai bộ cả nhà nha. Vàng 16 đến 18 cái chị rồi có size đọc tên. Rồi, bộ vàng nha cả nhà, gấu xanh là bộ nào, gấu xanh là bộ nào vậy? Bộ vàng cả nhà, vàng nha, vàng 16 đến 18 cái bộ vàng có bộ thôi. Còn vàng 16 đến 18 miếng vàng còn nè. Vàng này em chốt nha chị nè, vàng giúp chị bé 2. Bé 2 cố gắng chốt được hai bộ cho em nha. Combo đủ hai bộ nha mấy chị đơn. Một bộ không chốt được mấy chị ơi. Một bộ làm nha không chốt được mấy chị nha. Cố gắng thông cảm cho em nha. Cứ hai bộ làm nha mới chốt được hàng. Vàng hết mấy chị nha. Trời. Trời ơi lên một con ngựa này, ngựa 16 ký 18 ấy, mã ngựa này. 16 đến 18 mấy cái size bộ ngựa. Mã ngựa 16 đến 18 mấy cho em nha. Rồi giúp mã ngựa cho mã ngựa. 16 đến 18 mấy nha cả nhà nha. Mã ngựa này. Ngựa. Đẹp ghê luôn, 16, 18 cái mấy gái. Ngựa cho mấy chị ngựa à, ngựa này em chốt chị Miti này. Ngựa, chị khoảng lạnh, con lạnh hết rồi. Ngựa này chốt chị Miti nha. Hai bộ cho em 119 nha. Đẹp lắm trời ơi. Ngựa cho mấy chị ok chị nè. Mã ngựa cho em nha. Hàng xuất hàng được có mấy bộ thôi. Xuất hàng bữa giờ em mang hết nè. Cắt đẹp xong mấy chị không lấy, mấy chị bỏ ra. Ủa ghê. Đây nhiều cắt đẹp xong rồi hủy nè. Rồi, heo mấy chị, heo hồng nha, heo bếp 3 này, size tầm 30 kg nhé. Còn cái này 30 kg 32 cái nè, rồi lên bộ heo hồng. Heo hồng 30 kg 32 cái nhé, heo hồng này, còn bộ 30 kg giùm em. Heo hồng 30 kg 32 cái bộ heo hồng. Mã heo hồng cho em mấy chị, heo hồng. Heo hồng này em chốt chị ạ, Disney nè. Chị là chị Disney nha, Disney có size này. Heo hồng chốt chị Disney cho em á, hai bộ cho em nha, bắt người cho em. Có đủ size, mấy chị cứ theo dõi like từ từ để em lên hết cho cả nhà nha. Rồi ok cả nhà này. Cứ hai bộ bất kỳ cho em nghe 119 nha. Chốt đủ hai bộ nghe mới đi đơn. Heo hồng chốt thì Disney nè. Còn mấy bộ đây. Bộ công chúa này, công chúa 16 cái 18 mấy nha công chúa cho em nghe. 16 đến 18 cái công chúa này. Ồ đẹp ghê luôn, mẹ công chúa 16 đến 18 mấy mẹ công chúa. Rồi, à, công chúa 16 đến 18 mấy nha, công chúa này cả nhà, công chúa 16 đến 18 mấy cả nhà. Công chúa à, công chúa này chốt chị Miti. Miti công chúa cho em nghe nha. Ok cả nhà này. Đó. Ok công chúa chốt chị Miti cho em nghe này. Công chúa Miti. Còn mấy bộ xuất hàng đâu rồi. Ok cả nhà nha. Còn bộ cà rốt này size bé 12 cái nha cà rốt. Ok cả nhà nha. Em thấy mấy chị nhưng mà không có size, em không có đọc tên. Em thấy chị khoảng lặng. Em có thấy nhưng mà không có size. Vì hàng lẻ size mấy chị cũng phụ chốt cho em nha. Cà rốt size bé 12 cái cho em, hai bộ bất kỳ cho em nha. Cà rốt 12 cái nha. Mã cà rốt còn bộ 12 cái cho em. Cà rốt 12 cái nha cả nhà, nhớ cái số ký cho em nghe chốt. Đọc em nhớ số ký nha cả nhà nha. Rồi, cà rốt 12 cái nè. Mã cà rốt 12 cái nha. Cà rốt cho em 12 cái. Nhớ kèm em số ký cho em nha ha. Cà rốt 12 cái chốt cẩm ly nha. Nhớ kèm số ký nha cả nhà nha. Cà rốt 12 cái nha, chốt cẩm ly nè. Ok cả nhà nha. Rồi, hàng xe không đổi trẻ hàng mấy chị nha. Còn bộ này, mèo 13 kg 14 kg nhất bộ mèo này. Còn bộ mèo 13 đến 14 kg mã mèo cho bác, bộ mèo còn một set cho em nha này. 13 đến 14 kg nha cả nhà, bộ mèo cho em nha, đẹp quá. Còn bộ 13 đến 14 kg size nha bộ mèo. Đấy mấy chị chốt nhanh em lên mẫu cho mấy chị. Mã mèo này em chốt chị Hồng Nhung, 13 14 kg bộ mèo này. Dạ ok chị nha, mèo này em chốt chị Hồng Nhung. Rồi ok cả nhà, mèo. Ôi lấy size hơi bị nhiều đó cả nhà ơi. Hơi bị đẹp luôn á. Dù size số 10 luôn, số 8, số 10 còn 2 bộ nè. Hàng này hàng mới ngày hôm qua nè, còn sót lại 2 bộ nè. Hàng mới về đó cả nhà. Màu xanh này, hàng mới về ngày hôm qua đó. Hàng Lily nè. Xanh số 8 và số 10 nha. 22kg tới 30kg nè, xanh. Số 8 và số 10 mới về ngày hôm qua còn sót. Đấy, đẹp chưa. Màu xanh nha cả nhà, số 8 và số 10. Còn 2 bộ xanh. Tầm bé 22kg nhé, xanh số 10. Xanh số 10 chốt cho Bình Bình An Yên nè. Bình An Yên số 10 comment trước nè. Số 8 này chốt cho chị Nghi Tâm nè. Rồi mỗi chị bộ hết. Rồi Nghi Tâm số 8 này. Ok cả nhà nha. Hàng
này là mấy giờ ngày qua còn hai bộ thôi. Cả nhà chia sẻ like cho em nha với. Hàng sale không đổi trả hàng nha. Hàng đã sale mấy chị chắc chắn chốt thì mấy chị lấy giùm em. Không đổi trả hàng. Hàng sale chị là đổi trả hàng, bữa sau em không chốt đơn nữa nha. Rồi. Bộ hồng này 16 kg, 18 cái bộ hồng. Pyjama hồng này 16 18 cái mã hồng. Đẹp lắm. Rồi lên mã hồng cả nhà nha. Dạ ok chị phát đạt này. Bộ hồng tim mà tim đây tim 16 cái 18 cái bộ tim này. Tim này còn bộ cả nhà ơi, pyjama đẹp lắm. Rồi lên mã tim nha, tim này em chốt chị Miti này, tim pyjama đẹp lắm cả nhà, 16 18 cái mã tim. Dạ có. Lộn xộn lễ sai tùm lum hết rồi. Rồi. Em lấy hàng lễ sai tùm lum mẫu mấy chị. Dạ ok chị mới chờ em xíu thôi. Rồi mã mèo nha, mèo nè, mèo đẹp ghê luôn á. 15 16 cái nhất cả nhà bộ mèo này. Rồi là bộ mèo cho 15 16 cái mã mèo, mèo vàng. Mèo vàng 15 đến 16 cái cả nhà, mã mèo vàng cho em nha. Mèo vàng này cưng quá. 15 đến 16 cái size nha, mèo vàng lễ size. Đẹp lắm mấy chị ơi, mèo vàng 15 đến 16 cái mèo vàng pyjama, 15 16 cái mèo. Dạ mèo này em chúc chị Tú Linh nha, số 6 nhiều. Mèo vàng em chúc chị Tú Linh, số 6 á. Rồi ok chị nha, mèo vàng chúc chị Tú Linh nè. Em còn bộ mèo nữa. Đây chị ơi, mèo vàng này còn bộ mèo nữa nè. Trời ơi vàng. Mã vàng đây tầm 14 cái 15 cái mẫu đây, size nhỏ hơn. Vàng đây 14 15 cái nhá. Rồi lên bộ vàng cả nhà, vàng đẹp ghê luôn á. 14 đến 15 cái size nha. Rồi chốt cho mã vàng cho em nha. 14 đến 15 cái cho em còn bộ vàng này. Cưng lắm cả nhà, pyjama. Rồi, 14 15 cái cho em, comment mã vàng. Mã vàng mấy chị bộ vàng nhưng pyjama 14 15 cái size này. Đấy. Rồi lên bộ vàng còn một bộ thôi. 14 15 cái size cho em pyjama, bộ vàng. Hello cả nhà. 14 15 cái bộ vàng cho em nghe. Mỗi mẫu em còn ít bộ thôi. Rồi em lên một tím này. Đấy. Tím này có size đấy là 14 cái 15 cái tím nhá. Đẹp lắm. Tím 15 cái thì tím 14 15 cái có size cho em nghe. Đấy, màu tím em cho chị Thúy Hằng. Rồi màu tím đẹp ghê luôn á. 14 15 cái có size nha, màu tím với màu vàng cho em có size 14 15 cái cho em. Chị đã chốt luôn hai bộ luôn không? Pyjama bé gái cho em nghe cưng lắm. 14 15 cái nhá, tím cho em nghe. Em cho chị Hạnh Hồng. Tím đẹp lắm cả nhà. 14 15 cái nhá, tím với màu vàng cho em nghe. Chắc đẹp lắm. Tím với vàng cho em nghe. Tím vàng với tím 14 cái em chúc chị Yên. Chị Yến. Chị Kim Yến này. Kim Yến có bộ này, đẹp lắm chị ơi. Vàng tím hai bộ luôn chị, hai bộ đẹp lắm. Dạ ok chị yêu nha. Vàng tím cho em có hai bộ cho nha. Rồi, tiếp tục mẫu đây giùm em nè. Trời ơi, bộ gấu hồng size đấy là 12 13 cái nhá, gấu hồng. Không được ngố cho em nha. 12 đến 13 cái size bộ gấu hồng cho em nha. Cưng quá. Phun cô tâm chính phẩm cho em nha. Mã gấu hồng cho em bắt xuất hàng hết đó chị, xuất hàng không còn một bộ luôn á. Rồi là mã gấu hồng, phun đường ngố 12 đến 13 cái size nha. 12 đến 13 cái size gấu hồng. Gấu hồng hàng phun cô tâm chính phẩm, gấu hồng này em chúc chị Hồng Nhung. Gấu hồng này em chúc chị Hồng Nhung mua chị nha. Đẹp lắm luôn á, mã gấu hồng cho em nha. Rồi gấu hồng em hết cả nhà có một bộ à. Ok cả nhà nha. Mickey này có size của bé tầm là đây Mickey này 22 cái chắc 20 kg 22 kg size số 7 này. Trời ơi thằng phun lạnh cho em nghe. Rồi 20 kg 22 kg cho cả nhà nha. Đấy Mickey cho em nghe này, phun lạnh 20 kg 22 kg cho em bộ Mickey cho em nghe. Chắc sướng lắm. Phun lạnh cho mặt bao phê. 20 kg 22 kg nhé Mickey nè. Mickey này chúc chị Nguyễn lên. Ok chị Nguyễn lên có đơn nha. Chắc đẹp lắm chị ơi. Dạ ok chị yêu nha. Rồi cả nhà theo dõi loa đi, trời ơi, hàng tốt hôm nay hơi bị đẹp luôn, lễ sai toàn hàng xịn thôi. Trời ơi, bộ vàng này có mũ cho em nha, bộ vàng này có mũ hàng của Sumi nè, số 3 và số 4, tầm bé 15 ký lại nha. 12 ký tới 15 ký giùm em, rồi là bộ vàng quần dài, áo ngắn tay có mũ cho em nó hàng Sumi. Trai gái mới chịu được nha, trai gái mới được hết toàn bộ cho em 12 ký tới 14 ký giùm em. 12 đến 15 ký chứ, 12 đến 15 ký bộ vàng có mũ ngắn tay. Con trai con gái mày bé gì mà được nha. Hàng Sumi, hàng thun. Thun mày thun của Sumi nha cả nhà. Vàng 15 kg. Ok là vàng chứ Suka Nguyễn nè, vàng. Đẹp lắm. Cố gắng cho bộ hai bộ cho em nha cả nhà nha. Bộ vàng. Đẹp ghê luôn. Rồi mã vàng cho em, mã vàng cho em nha. Chốt đủ hai bộ cho em nha. Vàng 12 kg em chốt chị Phạm Văn. Phạm Văn ok chị nè. Rồi ok chị nha, hai bộ cho em nha, 119.000 đang sale lễ size. Dạ yeah. Mấy chị lên càng nhanh em lên hàng nhìn mẫu cho mấy chị cho. Cho em tổng chốt cho đủ đơn cho em nha. Bọt sữa này.
16 cái lại nha, và sữa. Không được ngố bé gái nhé, bà sữa bé gái này. 12 đến 16 cái nhé, bà sữa bé gái cho nghe, tại đây là quần ôm. Đây là quần ố cả nhà, đây là quần ố cho mẹ. Đây của bé gái nha, bà sữa trắng, bà sữa size của bé tầm 12 kg cho tới là 16 kg, 12 đến 16 kg cho mấy chị nha. Rồi, là một trắng cả nhà, trắng này, 12 đến 16 kg nhá, 16 kg em giúp chị Phương Lê. Đẹp lắm cả nhà, một bé gái nha, bà sữa của bé gái cho nha. Hai bộ không có size đâu Duyên Nguyễn ơi, cái này nó bị lỗi size á. Bà sữa 15 kg. À, bà sữa Mity hả chị? Trúc à, Mity hết size, còn bộ 12 kg cho lấy em. Bà sữa em chút chị ạ, Trúc Bùi mà 3 cái size cho em. Mity còn bộ size nhỏ có lấy không? Trúc Bùi 13 cái size cho em nha, thôi bị đẹp nha. Rồi bà sữa cho em nha, bà sữa. À, bà sữa 12 kg ok chị yêu nè. 12 kg em chút chị Úc Thư. Úc Thư 12 cái size giùm em, bà sữa. Mấy chị cố gắng chúc em đủ hai bộ cho em nha, đi đơn nha. Tại vì đang sale hàng lễ size đó. Hai bộ 119.000 rất là rẻ, mà em chị là hàng full cô tông chính phẩm nha, hàng shop luôn. Hàng lễ size mà hàng shop xịn cho cả nhà luôn á. Rồi ok cả nhà này. Em còn hai bộ nữa, số 3, số 4. Em hết rồi chị ơi, màu nâu này. Nâu này có size bé là 13 kg cho tới là 15 kg nhá. Bà sữa nâu của bé gái nha. Tại đây là quần lửng, đang quần ngố của bé gái nha. Nâu 13 kg cho tới là 15 kg cho em nâu. Đẹp lắm cả nhà, bà sữa hai bộ cho em nghe là 119.000. Cứ chốt đủ hai bộ là đủ một combo cho em nghe, đi đơn nha cả nhà nha. Bộ nâu. Nâu này có size bé là 13 kg cho tới là 15 kg cho em. Đấy. À, hết rồi chị Mity ơi. Nâu 15 kg em chốt chị Ly. Chị Ly Ly Hương này. Bà sữa nâu này em chốt chị Mity bộ này. Mity có quần nâu nha. Rồi ok chị yêu, nâu em hết rồi. Dạ nâu em hết cả nhà nha, em lên màu khác cho cả nhà. Ui còn mấy áo khoác đẹp lắm. Lễ size mấy chị ơi, lễ size lên nóc nhà. Dạ ok chị, lễ size lên ba nóc nhà mấy chị ơi. Ủa đây bộ gì đây, nhọn, người nhọn đây. Ui hơi bị đẹp luôn á. Dạ lễ size này. Em lấy hai bộ nếu không đủ khỏi nha, ok chị Mity. Rồi ok chị yêu nha. À, nâu này em chúc chị Như Ngân. Bà sữa nâu chúc chị Như Ngân. Ok chị yêu. Mity đâu rồi, Mity. Nâu này em chúc chị Ngân. Nâu. Dạ ok chị yêu. Cả nhà tranh thủ nha. Tối nay cả nhà xem nhỏ like đi. Trời ơi, không bị đẹp luôn á. Nhợn này 16 đến 18 cái nhắc chua bộ nhợn này, 16 18 cho em bộ nhợn đẹp ghê luôn á. Ồ chắc này cả nhà ơi, mặt xuống lắm á. 16 đến 18 cái nhắc em còn bộ nhợn này. Đấy, size to lắm cả nhà. 16 18 cái nhắc. Rồi lên bộ nhợn cho em nghe. Mã nhợn nha cả nhà, bộ nhợn này, 16 18 cái nhợn này em chúc chị Suka Nguyễn. Tranh thủ chốt em đủ hai bộ nha. Em ưu tiên cho chính này chứ combo đủ hai bộ cho em nha. Hai bộ có 119.000 thôi mấy chị ơi. Nhợn này có một bộ à. Nhợn xanh. Nhẫn đỏ này còn 2 set này, 13 kg. Nhẫn đỏ này em còn 2 bộ, 13 kg tới 16 cái nhẫn đỏ. Nhẫn đỏ với chị đỏ. 13 kg tới 16 cái đỏ cho em nha. Rồi chắc này, 13 đến 16 cái đỏ nha. Đỏ này còn 2 bộ cho em. 13 đến 16 cái giùm em đỏ, comment màu đỏ cho em mấy chị nha, màu đỏ. Chị nào có size mới chốt em đọc tên mấy chị nha. Em đọc tên mấy chị để dễ theo dõi. Còn chị nào em không đọc tên là không có size. Đỏ 16 cái em chúc chị Mỹ Hồ Nguyễn. Cố gắng giúp em đủ hai bộ cho em nha chị yêu nha. Hai bộ cho em nha mới đi đơn được. Kimon hết. Đỏ này còn bộ 13 kg 14 kg em còn bộ nhịn đỏ. Đỏ còn bộ 12 kg 13 kg 14 kg đỏ còn một set cho màu đỏ. À, đỏ em còn bộ cả nhà, đỏ còn bộ cho em nha. Đỏ. Đỏ còn bộ 12 kg 13 kg em. Rồi cưng lắm cả nhà, xanh này. Xanh này có size bé tầm số 5 số 8. Đồ đẹp quá. Bộ nhợn á, nhợn này, đẹp ghê luôn á, bộ nhợn, nhợn xanh nha. Mã nhợn này, đẹp ghê luôn á, nhợn. Số 4, số 5 và số 8 bộ nhợn này. Còn mấy mã nhợn cho em nha. Số 4, số 5 và số 8 cho em nha, còn 3 bộ này. Đấy, mã nhợn nha, số 4, số 5, số 8 là tầm bé 23 kg lại được. Rồi nhợn xanh số 8 chúc chị bé 2, đẹp lắm chị ơi. Nhợn số 8 chúc chị bé 2 này, đẹp cực kỳ cả nhà ơi. Nhợn này còn số 4, số 5, tầm 16 kg lại cho em nha.
14 đến 16 cái size cho mẹ. Rồi nhện. Nhện đây còn 16 cái chút chị Út thôi. Đẹp lắm. Ok chị Út thôi nha. Nhện còn 14 đến 15 cái cho em, còn màu nhện. Em còn số 4 và 4 15 cái cho em. Em còn màu nhện cả nhà nữa, 14 15 cái size nha, còn một set thôi, 14 15 cái size nha, màu nhện này đẹp tươi luôn cả nhà. Dạ 14 15 cái cho em. Còn một bộ cuối cùng cho em á, nhận 14 cái em chúc chị Hồng Hành, cố gắng chúc đủ 2 bộ cho em nghe nha. 2 bộ cho em nghe là muốn đủ combo, không chốt lẻ 1 bộ mấy triệu nha. Ok chị Hồng Hành, em nghe cái đơn này. Thôi bị đẹp cho em nghe. Bộ nhận vàng còn này. Bộ nhận vàng còn có 13 luôn á. Không lỡ xe luôn. Nhận vàng còn 4 bộ nhận vàng. Nhận vàng đây còn số 7, số 9, số 12, số 13, số 2. Là số 2, số 7, số 9, số 12 và số 13. Rồi còn 5 bộ cho em nốt cả nhà. Nhận vàng 24 kg nha. Rồi, nhận vàng số 7 em chúc cho Ánh Phụng cố gắng chúc từ 2 bộ nha đi đơn, không chúc lẻ 1 bộ nha cả nhà. Nhận vàng số 7 chúc cho Ánh Phụng. Còn mấy bộ xem nốt cả nhà. Rồi, vàng này chúc chị Hồng Hạnh 12. Bao nhiêu vậy? Hồng Hạnh là chúc cái gì ta? Hồng Hạnh là chúc size gì đây? Chị Hồng Hạnh là chúc size gì đây? 12 kg em chúc chị Yến Phi. 12 kg em chúc Yến Phi nè. 12 cái Yến Phi nha. Comment nhiều lắm cả nhà ơi. Cả nhà comment em chính xác, em cho anh chốt cho nó nhanh mấy chị nha. Yến Phi 12 cái size cho nè. Nhận số 9 em chúc chị Thanh Thảo. Thanh Thảo có nhận số 9 giùm em nè. Ok chưa? Nhận đây còn số 12, số 13. Số 12, số 13 chúc cho chết là đây. Ok cả nhà nha. Rồi, giờ em còn 2 bộ thôi. Để coi chút chính ở đây. Cả nhà chia sẻ like cho em nghe có đơn nha. Số 13 em chúc chị Phương Nguyễn Bích nè. Số 13 chúc chị Phương Nguyễn Bích cho em nha. Rồi, số 12 em chúc chị Ngà Trần. Số 12 em chúc chị Ngà Trần. Rồi, mỗi chị 1 bộ cho em nha. Cố gắng chúc được 2 bộ cho em nghe nha. 2 bộ bất kỳ cho em nghe mấy chị yêu ơi, không chúc lễ 1 bộ nha. Với lại hàng sale là em không cho đổi trả. Chị đã đổi trả là bữa sau em không dám chốt đơn nữa nha. Không dám chốt đơn nữa mấy chịu nha. Rồi hết nhện này. Còn ít tăng sale nốt nha. À em còn bộ hồng. Hết nhện chị á. Hồng này còn bộ nè. 12-13kg em bộ hồng cho em nha. Cưng quá à. 12-13kg cái size nha cả nhà nha. Mã hồng cho em nha. Đấy. Rồi 12-13kg cái size nha cả nhà. Bộ hồng này. Bộ hồng em còn bộ thôi. 12 đến 13 cái chị chúc mã hồng luôn không? Hồng, cưng quá. Đó, 12 đến 13 cái nha cả nhà nha. Em thấy cả nhà hết nhưng mà tại vì không có size. Còn bộ hồng nè. Bộ hồng bé gái cho em còn bộ hồng 12 đến 13 cái nha. Đẹp lắm trời ơi, bao đẹp cả nhà. Chị nó lẻ size có điểm like mấy cái đó nha, bộ hồng. Bé trai 55 cái chị. Bây giờ lẻ size còn mẫu đẹp là màu đó mấy chị theo dõi like nha em. Chốt ngoài không được. Thôi. Ok chị yêu. Tối nay comment nhiều lắm mấy chị. Trời ơi bà sữa này size bé là 10 à. Bà sữa nha. Bà sữa này còn bộ này size của bé tầm 12 cái 13 cái nhá. 14 cái nhá. 13 cái 14 cái nhá. Bà sữa 13 đến 14 cái cho em đẹp đó bà sữa này. Pyjama 13 đến 14 cái nhá bà sữa còn một bộ. Mã bà sữa nha, bà sữa còn một set này tầm bé là 13 đến 14 cái nhá. Hàng lễ size mấy chị theo dõi like giùm em. Đó, vô chừng lắm trời ơi, nên tầm lâm mẫu á mấy chị vô chừng lắm hàng lễ size nè. Rồi bà sữa còn bộ. Bà sữa này chúc chị Mi Mai. Mi Mai bộ nha, cố gắng chúc được 2 bộ cho em nha. Lễ size nhiều lắm em ơi, tranh thủ chốt đi. Cố gắng chúc được 2 bộ cho em nghe nha. Không chốt lễ 1 bộ. Bà sữa này. Bộ đây còn 2 bộ nha. Một xanh. Ồ đẹp ghê đúng không? Xanh này còn 2 bộ nha. Xanh này 12kg nha. Xanh này 12kg. Còn bộ là tầm bé là 16kg. 15kg nha. 15-16kg cho em một xanh này. Xanh này 12 cái chứ. 12 kg tới 16 cái giùm em màu xanh này, đẹp ghê luôn á. Mèo xanh cho em nghe. Rồi 12 kg tới 16 cái nha. Đấy Visama ha. Xanh 16 kg em chúc chị Tú Linh bộ này. Xanh này còn bộ 12 kg giùm em, xanh 12 kg. Tú Linh một bộ xanh 16 cái size này. Đẹp lắm, xanh 13 kg em chúc chị Mai Luyện này. Chị Mai Luyện có bộ xanh cho em chị yêu nha. Chất đẹp bao phê luôn cả nhà ơi. Kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Hàng sale kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Chị Yến Phi ơi, bây giờ nó nhầm lắm. Bây giờ không có bỏ ra được chị yêu ơi. Một đống luôn bây giờ em đang like. Cả nhà nha. Tranh thủ cố gắng chốt cho em
Đó. Ok cả nhà nha. Rồi, em lên màu khác cả nhà này. Ô, màu trắng nó đẹp quá, màu trắng nó còn mấy bộ này. Số 7 trắng. Đang coi số 7 nó bao nhiêu ký ra. Pyjama đẹp lắm mấy mồi. Đồ trắng này mày. Đẹp ghê luôn, 18 ký lại nha, trắng. 12 ký tới 18 ký cho em, màu trắng này cả nhà ơi, trắng 12 đến 18 ký một trắng cho em nha. Cưng quá. 12 đến 18 ký nha, một trắng cho em nè, trắng. Cái này size số 7 đúng không? Trắng này size số 7. 12 đến 18 ký nha. Size số 7 đúng không? 12 đến 18 ký nha. À, trắng cho em nha này, trắng em chốt chị Trí An. Trí An Nguyễn màu trắng cho em nha. Chị Ngọc Thúy á, em không nhớ chứ ơi, giờ một nùi luôn á. Rồi trắng này còn hai bộ, trắng số 7 hết rồi. Trắng này còn số 5. Tầm bé 16 nha, trắng 12 ký em chút chút thôi. Một lùi luôn, không nhớ mấy chị yêu ơi, trang sử em. Rồi, chị Mimai. Mimai 13 ký cấp size cho em nghe, ok chị yêu nè. Pyjama chắc đẹp lắm. Em còn bộ hồng nha. 10 ký tới là 15 ký màu hồng cho em nha. Dạ có chị, theo dõi like cho em là có hẹn á. Bộ hồng này cưng quá. 10 đến 15 ký cái size nha bộ hồng này cả nhà ơi, hồng nè. Đó. 10 đến 15 ký trang bộ hồng cho em nha, Pyjama. Đấy. Em còn size bé 10 đến 15 ký nha cả nhà, bộ hồng. Mã hồng cho em nghe nè. Rồi, 10 đến 15 ký cái size nha cả nhà nha, bộ hồng. Cưng quá. Còn mấy bộ này. Pyjama đẹp lắm. Trời chắc bao hàng cả nhà, mặc sướng lắm. Em còn size bé là 10 ký tới là 15 ký cho em nha. Đó, màu hồng cho em nha. Đây bộ đây mẫu khác nha, bộ hồng này. Hồng 13 ký chú Việt Khánh Trang, bộ hồng cho em nha. Hồng em chú chị Hồng Nhung, bộ hồng đẹp lắm. Ok cả nhà nha. Chất bao form. Không đẹp không lấy tiền cả nhà nha. Hồng em còn 12 ký giùm em, còn bộ hồng 12 ký. Chị BT Hồng Cung hết nha. Dạ em còn bộ hồng 12 ký em á, còn bộ hồng nữa. Còn bộ hồng cho 12 ký nữa cả nhà. Còn một set hồng cho 12 ký cho em. Thôi bị đẹp. Hồng em còn bộ 12 ký nha. Ôi ôi cưng quá, còn cái áo gì đây. Ôi cái áo cả nhà, áo Quảng Châu trời ơi. Em còn một áo màu xanh nha. Áo màu xanh nè, lấy 12 ký BT Hồng Cung. Cái áo hàng Quảng Châu ấy trời ơi, size bé là 13 ký 14 ký nha. Áo xanh cho em nha. Không đẹp không bán tiền, áo hàng Quảng Châu ấy chị. Ok cả nhà này. Áo xanh 13 ký 14 ký có size áo màu xanh cho em nha. Trời ơi cưng lắm, cái áo này hàng Quảng Châu đẹp lắm, mấy chị yên tâm đi. Hàng Quảng Châu, không phải là hàng xưởng đâu. Hàng Quảng Châu cho em nghe, mấy chị về kiểm tra hàng thoải mái cho em. Tem mát Quảng Châu nè. Những cái dòng mấy chị không mua tới giá đây đâu, rất là cao tiền. Áo xanh này em chúc chị Nguyễn Nhân cho em. Đẹp lắm chị ơi. Không đẹp không lấy tiền đâu, em thật sự luôn, hàng Quảng Châu. Chị chờ em chút, bây giờ nó vô trùng lắm. Hàng bây giờ nó tầm lâm mẫu hết. Nghĩa lễ sai nhiều lắm luôn á. Ok chưa? Bây giờ nó để sai tầm lâm hết, bây giờ em cố gắng không lên cả nhà luôn nè. Trời ơi, chung có cái gì đây? Ok chứ yêu. Cái gì đây? Trời ơi, một cái đầm nè. Thôi bị đẹp. Trời ơi, cưng quá, hàng Quảng Châu nè mấy chị ơi, một cái đầm nè. Cái đầm này có size của bé tầm là mười mấy ký đô lại cho em nè, nút nè. Hàng Quảng Châu nha, hàng xịn luôn. Cái đầm này hơi vệ sinh luôn, 15 ký 16 ký cho em nè. Cho mấy chị nó rộng rãi xíu nha. Cái này 15 16 ký cho em. Ôi cái đầm hơi bị đẹp mấy chị ơi, thương lắm. Hàng Quảng Châu chất đẹp lắm, xịn sò luôn. Còn những cái chất này nặng trịch luôn đó mấy chị. Hàng mấy chị mua 200 mấy ngàn cái đầm á. Cái đầm này size bé là 15 16 ký cho em nha. Rồi, lên mã cái đầm cho mấy chị, đầm trễ vai. Chất đẹp lắm cả nhà, có nút nè, mã đầm. Tầm 16 ký chú chị Tú Linh, không đẹp nha, không lấy tiền, nó nhìn danh dự không. Rồi. Ok cả nhà nha. Thôi bị đẹp giùm em nha. Cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nha, bị kích nè. Ok chị Tú Linh có đơn nha. Đẹp lắm chị ơi. Hàng bao phôm bao dám bao hàng cả nhà luôn. Bé trai. Lễ size nhiều lắm luôn á. Đây bé trai mẫu gì đây? Màu cam nè. Trời ơi cam. Số 11.
Rồi lên bộ cam số 11 này. Rồi lên bộ cam nha, số 11 này, bộ cam. Đấy. Cam này số 11 nha. Đấy. Rồi lên bộ cam cho em, còn bộ cam số 11 thì là nhanh tay trước bộ cam này, cam. Số 11 tầm là 30 30 32 cái em ơi, cam. Đấy. Rồi cam này chúc mình đang yên bộ này, đẹp ghê luôn á, cam chúc mình đang yên. Bộ đẹp lắm, cam này cả nhà. Ok, cam này chúc mình đang yên nha. Cam cho em nghe này. Xanh này còn 2 bộ này, số 5 và số 7 này, màu xanh này. Xanh này còn 2 set nha, số 5 và số 7 này xanh. Rồi lên màu xanh nha. Xanh này số 5 và số 7 cho em nghe còn 2 bộ, màu xanh cho em nghe. Còn 2 bộ nha. Số 5 và số 7 cho em nghe có đơn, màu xanh, cổ cưng quá. Xanh này số 7 chúc chị Ánh Phụng này. Còn bộ số 5 nữa. Ok chị yêu ơi, hàng không lạnh cho em á, xanh còn bộ số 5. Xanh này em chúc chị Ánh Phụng bộ này. Rồi, em còn xanh này còn số 5 chị ơi, 15 16 nhé, xanh số 5 em chúc chị Ngọc Nguyễn. Ok chị yêu ơi, Ngọc Nguyễn có đơn cho em nha. Dạ ok chị yêu nha. Còn bộ 2 bộ thôi mấy chị. Có vẻ đẹp nè, da tay nè, tặng nốt cả nhà luôn nè. Trời ơi, bộ này đẹp lắm. Số 3 và số 5 nè. Trời ơi, bộ này 100 mấy nè của em không? Một tím. Tím này xanh 13 cái 16 nhá. Rồi là một tím cho em nha. Dạ chị em chút. 13 đến 16 cái cho em á. Một tím da tay. Tím da tay nè. 13 đến 16 cái nha cả nhà nha. Rồi cưng ghê luôn tím. 13 đến 16 cái cho em. Đẹp ghê luôn á. Tím da tay. Rồi là một tím cả nhà, một tím nhá. Biết trái cho em nha. Đấy, tím. Tím 16 cái em chúc chị Quỳnh Ly nè. Ok chứ yêu nha. Chị phẩm lạnh hết mất rồi. Phẩm này comment sau. À, tím em ok chị. Tím này còn 13 cái 14 cái em thôi. Xu hòa. Hết rồi. Em còn 13 đến 14 cái một tím. Còn một tím thôi. Dạ 13 đến 14 cái có size nha. Em còn một bộ này cả nhà. Trên phụ chốt đi. 13 đến 14 cái size cho em nha. Còn bộ. Đẹp lắm. Hàng 100 mấy ngàn của em đó. Hàng này 100 mấy cho em mấy chị nha. Hôm nay gọi là mua 1 tặng 1 cho em nha, hàng lễ size, gọi là mua 1 tặng 1 đó. Còn một bộ 13 cái 14 cho em size 3. Em còn một set nha, size 3 giùm em ha, 13 đến 14 cái một set. Bộ này size to này. Tím 13 ký em chút Tiết Nguyễn á, Tiết Nguyễn nè. Tiết Nguyễn là khách mới đó, lên số thoại cho em nghe chút đơn. Chút em đi đơn từ 2 bộ nha, mới chốt nha. 2 bộ mua đủ cái combo. Rồi. Chị Tiết Nguyễn lên số thoại cho em nha. Chị Tiết Nguyễn với chị Lan Nguyễn á, chị nào lên số thoại trước thì em chốt cho. Dạ ok chị yêu nha. Tiết Nguyễn với chị Lan Nguyễn giùm em. Ok cả nhà này. Rồi. Em chờ thời trang. Rồi, bộ pyjama này. Đấy, pyjama em còn bán bộ size lớn này. 22 kg tới 33 kg nhé. Ok Tiết Nguyễn này. 22 kg tới 33 kg giùm em, màu xanh pyjama này, 22 đến 33 kg nhé, màu xanh này. Cưng quá, xanh này. 22 kg có 33 kg có size giùm em màu xanh. Ở xanh 22 kg em chốt chị Lisa. Xanh 33 kg em chốt chị Disney nè. Ôi hơi bị đẹp, số 2 bộ cho em nha là 115 nha, 119 nha. Chị Lisa, cô lấy cho em đủ 2 bộ cho em nha, xanh. Xanh này em chốt chị Disney 33 kg có size này. Xanh này còn bộ 30 kg em chốt Thanh Thảo. Chị Trâm Bắc ba ba cái hết size rồi. Thanh Thảo có nhé. Lên nha hết rồi em ơi. Thanh Thảo có bộ 30 cái size cho em nè. Ôi cái bộ này đẹp quá. Bộ hồng này, bộ ngố hồng bé gái nha. Sao bé 12 cái ngố hồng. 10 đến 12 cái chứ. Bộ đẹp quá. Rồi là bộ ngố hồng cho em nha. Bộ này có size bé là 10 đến 12 cái size cho em nha chị. Mạng ngố hồng cho em nha. Ngố hồng. Cưng quá à. 10 đến 12 kg cho em nha, không cô tâm chính phẩm cho em nha, hàng thương hiệu của MB cho em đẹp lắm. 12 kg nha cả nhà, 12 kg đẹp nè, ngũ hồng. Hồng này cho Trang Nguyễn nha, ok Trang Nguyễn cho em cái đơn này. Ok chứ yêu nha. Rồi. Bà sữa. Còn bộ bà sữa cả nhà, bà sữa này. Rồi 12 kg tới 14 cái bà sữa nha. Cưng quá à. Còn bộ bà sữa này pyjama chắc đẹp đâu cả nhà, 12 kg 14 cái nhá, bà sữa cho em nghe. Rồi lên mã bà sữa nha, 12 kg 14 cái size bà sữa. Bà sữa nha cả nhà ơi, siêu nhân. Ok chị, hàng siêu nhân đó là ngày mai, ngày mốt em có hàng, ngày mốt mới về hàng. Với lại bộ bé gái 50 kg cái size là ngày mốt có hàng mấy chị nha. Rồi lên mặt bà sữa 12 kg tới 14 bà sữa này, cưng lắm bà sữa nha. Bà sữa em chúc chị BT Hồng Cung này, đẹp lắm.
chất vải mạch xuống cực kỳ luôn cả nhà. Bà sửa toàn bộ, bà sửa cho em nghe, ok chiêu này. Ôi còn bộ cam, gấu cam còn bộ đây, 13 kg 4 kg gấu cam, còn bộ gấu cam 13-14 kg có sai nha, bộ gấu cam không được ngố mấy chị ơi, 13-14 kg có sai nha, bộ gấu cam nha, cố gắng chút đủ hai bộ nha, chị là chưa chút một, mới chút một bộ cố gắng chút thêm giùm em. Rồi lên mã gấu cam nha, 13-14 kg trên màn bộ gấu cam phun cô tông chính phẩm, không được ngố của bé gái nha, gấu cam, gấu cam 13-14 kg chút trên tròn này, cố gắng cho em đủ hai bộ mấy chị nha, gấu cam. Chị khoảng lại comment sau mất rồi cái yêu. Rồi ok em chúc chị Trinh đòn ha, Trinh đòn gấu cam cho em nha, hết chị yêu ơi, cố gắng chúc em đủ hai bộ cho em nha. Ok chị yêu nè, đó dạ còn chị ơi, lộn xộn các kiểu cho em nha, lộn xộn lộn xộn nhiều mẫu lắm chứ yêu ơi, tùm lum hết mẫu đi. Dạ lộn xộn cho em nghe nha, tùm lum hết mẫu đây. Ok cả nhà, để tay đây, đây còn bộ đắt đỏ nè, size của bé thằng thun lạnh nha, 14-15 kg này, đỏ. Ủa đẹp lắm, thằng thun lạnh này 14-15 kg, còn bộ đỏ nha, bộ đỏ cho em nghe, còn bộ xếp 14-15 kg size này, bộ đỏ cho em nghe, thun quá à, thun lạnh cho em nghe nha, màu đỏ cho em nghe, còn bộ 14-15 kg nha cả nhà. Rồi chị lấy thằng phun lạnh lấy một đây cho em nghe, màu đỏ còn một xếp. Rồi màu đỏ 14-15 kg em chúc chị Huỳnh Thúy nha, ok chị yêu nè. Rồi ok chị yêu nha, đỏ còn một bộ thôi. 30 ok chị yêu, 30 kg ít lắm, chị tiếp coi còn bộ nào cho lên cho. Cái lễ xa vô trùng lắm mấy chị ơi, lễ xa vô trùng lắm. Rồi cung quá trời luôn nè. Trời ơi, bộ đỏ, đắt đỏ này, 15 kg nhé, 15-16 kg da tay này, đắt 15-16 kg cho em ạ, còn bộ đắt nha mà. Rồi 15-16 kg cái size nha cả nhà nha. Rồi là bộ đắt cho em nghe, đắt này, cưng quá à. 15-16 kg nhé, đắt này, size số 5. 15-16 kg nhé, bộ đắt này, trai gái mấy chị được nhăn đắt. Rồi, đắt với chị đắt 15-16 kg em chúc chị Ngọc Nguyễn này, 15-16 kg cho em ạ. Số 6 không có chị Ánh Phùng, đắt này em chúc chị Ngọc Nguyễn nhé, Ngọc Nguyễn có đơn này. Dạ ok chị yêu nha. Rồi ok em chúc chị Ngọc Nguyên nè. Bộ lính đỏ còn mấy bộ này, số 2, số 3, số 5. Lính đỏ, bộ lính đẹp lắm, tầm bé 16 kg lại lính này. À sumi á, 12 kg 16 kg lính này mấy chị, mấy gái mấy cha mấy chị được nha, gái cha mấy chị được hết. Rồi lính này, lính này số 5 em chúc chị Mỹ nè, chị Mỹ Hồ, hàng của Suki, hàng của sumi á, lính số 5 này, ok chị lính số 5 có đơn này. Rồi lính 14 kg em chúc chị Hân Quỳnh nha, Hân Quỳnh 14 có cái size trai gái này được nha. Lính 12 kg em chúc chị Lâm, Lâm có đơn. Rồi em hết lính cả nhà, lính này hết rồi, lính em chúc chị Lâm nha. Rồi lính em hết chị ơi, em hết lính này, lên bộ khác nha. Còn bộ một tím su chinh chích đây, em còn bộ tím này, trời ơi bộ việt tím hàng của su chinh chích cho em nha, 12-13 kg hàng việt tím này, không được ngố. Mickey bộ tím nha cả nhà ơi, bộ đồ ngố bé gái nha, tím hàng của su chinh chích cho em nha, 100 mấy nha, 12-13 kg có size nha, hàng thung tô công chính phẩm cho em nha. Rồi là một tím, tím 12-13 kg nha, tím cho em nè, tím em chúc chị Băng Hai, Băng Hai lên số điện thoại cho em nha, chốt hết. Băng Hai là cấp mới đó, chị lên số điện thoại nha, chốt hết. À được. Rồi ok là tím này, giữ phòng là chị Ngọc, chị Ngọc Châu Lê, chị Văn Hai lên số thoại cho em nha, vẫn lên số thoại nha chị ơi, chị Văn Hai vẫn lên số thoại cho em với. Ok chị yêu nha. Dạ ok chị yêu nè. Rồi lên số thoại cho em nha chị yêu, kèm lên số thoại mê chốt nha. Lễ xa nhiều lắm, đây lên hàng khung lạnh lễ size này, bộ đẹp lắm cả nhà. Ok chị Văn Hai, bộ lễ size này, mấy bộ đây nha, bộ số 6 này,
số 4 này. Thôi về đẹp nha cả nhà nha. Rồi hàng của Su xin chích cho em á. Trời ơi đẹp chưa. Cái này tầm 18 ghế lại cho em nghe đi. Ok chưa, 12 đến 18 ghế cho em nha. Trời ơi Mickey nè. Hàng của Su xin chích cho em hàng phun lạnh 105 ngàn á. Bộ đây like 105 ngàn này. Rồi cái này số 6. Ok số 6 em chúc cho Kim Trà số 6 này. Số 6 em còn số 4. 15 ghế lại cho em. Rồi Mickey 12 ghế 15 ghế nha. Chị Hương Ly bộ 15 ghế cái size. Còn bộ 13 ký em chốt chị Mai Luyện. Rồi em hết cả nhà hết rồi. Chị Hương Tè có bộ số 6 nè. 15 ký em chốt chị Hương Ly nha. Cả nhà chia sẻ like cho em nha. Với lại cái hàng này mấy chị cố gắng chốt em đủ 2 bộ nha. Một combo 2 bộ cho em nha. 119 nha. Không chốt lẻ một bộ mấy chị yêu ơi. Chị nào chưa chốt một... Không chốt lẻ một bộ nha. Ok cả nhà này. Mickey cho em nghe. Rồi dạ em hết cả nhà ơi, bộ này hết rồi. Còn bộ đây là bộ màu vàng này. Bò vàng này size số 4 này. Rồi bò vàng bộ bé trai nha, bé trai một túi hộp size số 4 14-15 cái nhá, bò vàng cho em nghe này. Rồi 14-15 cái size nha. Trời ơi hàng Lily cho em nghe. Còn bộ này 14-15 cái bò vàng cho em nghe. Bò vàng này em chúc chị Lê Cẩm Loan. Bò vàng cho em nghe này. Bò vàng này em chúc chị Lê Cẩm Loan, chị Hồng Hạnh hết. Cố gắng chúc em đủ 2 bộ cho mấy cái yêu nha. Rồi bò vàng cho em nha, 2 bộ. 2 bộ là một combo cho em nha, là 119 nha, bất kỳ lắm chị ơi. Ôi bộ này đẹp nè. Còn đây còn số 2. Thôi bị đẹp mấy chị ơi, toàn là. Ok cả nhà nha, cả nhà theo dõi like cho em nha cho đủ đơn. Trời ơi cưng quá. Màu hồng, mấy cái màu hồng này cả nhà, mấy cái hồng này, cưng quá. Màu hồng này cả nhà, hồng nha, hàng của Su xin chích cho em nha. 12, 13 ký nhé. 10 ký cho tới là không, còn số 6. Ôi, còn số 6. Số 7 luôn á. Bộ đây còn số 7 luôn hả. Rồi cái này tầm biết là 20 ký, 20 ký lại nha. Rồi là màu hồng, mấy cái màu hồng. Còn số 7 luôn á. Để coi thử cái này bao nhiêu ký đây. Cưng quá, à đây dài tay, từ từ. Cái này ngắn tay, cái này dài tay, từ từ. Mẫu này mẫu khác. Rồi bộ hồng, hồng ngắn nha, hả mấy chị. Hồng ngắn nha, hồng ngắn cho em nó. Hồng ngắn thì tầm biết là 12 ký 13 ký thành của Su xin chích cho em hồng ngắn. Rồi, hồng ngắn cả nhà ơi, hồng ngắn cho em á, hồng ngắn. Mã hồng ngắn nha, comment cái hồng ngắn cho em nha. Hồng dài thì có size biết tầm là 20 ký hồng dài. Hồng dài này. Cưng quá. Hồng dài này có size biết 12 ký nha, hồng dài. Hồng dài này có size biết 12 ký cho tới là 20 ký. 12 ký tới 20 ký mã hồng dài này. Rồi. 20 ký 21 ký cũng được nha, hồng dài. Hồng dài, hồng ngắn có một bộ. Rồi để em chốt mấy chị nha, hồng dài. Rồi ok cả nhà, để em coi mấy chị hồng dài, mấy chị cầm hồng dài. Hồng dài tầm 21 ký lại nha. Còn số 6 nè. Số 1, số 2. Rồi mã hồng dài. Hồng ngắn 15 ký. Hồng ngắn 12, 13 ký nha. Rồi hồng ngắn em chốt chị Cẩm Vân bộ nè. Em chốt từ từ mấy chị, hồng ngắn còn bộ chút Cẩm Vân. Hàng của Su xin chích cho em nghe nha, hồng ngắn nè, Cẩm Vân. Rồi, hồng dài số 7 chút Bạch Long. Rồi ok, hồng dài chút số 7 Bạch Long nè. Rồi, cái này có size chút mấy chị nha. Rồi, hồng dài 15 kg em chút chị Hương Ly. Thôi bị cưng, trời ơi cưng lắm cả nhà, hồng dài 15 kg nè chút chị Hương Ly nè. Hồng dài 13 kg chút chị Mai Luyện nè. Ok cả nhà nha, hồng dài còn bộ 10 cái 12 cái gì đó, hồng dài còn xét thôi. Đẹp lắm trời ơi. Hồng dài hết rồi mấy chị ơi, còn size bé 10 à. 12 cái gì em ơi, hồng dài còn bộ 12 cái chứ. Dạ hết chị ơi, hết cái này hết size không có đọc tên nha. Cái này hết size mà không đọc tên. Còn bộ hồng dài này. Còn bộ hồng dài size bé 10 đến 12 nhé. Còn cưng quá, còn bộ hồng dài. Còn bộ hồng dài cho em nghe này, 10 đến 12 cái size cho em nghe. Đẹp lắm, dòng hồng dài. Hồng dài 12 ký em trước chị Ngọc Châu Lê. Em thấy chị Thanh Huyền. Dạ em thấy chị yêu nha. Em trước chị Ngọc Châu Lê này, hồng dài cho em nghe. Rất đẹp lắm chị ơi. Quá trời đẹp luôn. Để size
Rồi lấy xa banh nóc nhà mấy mơ ơi. Để tranh thủ cho thằng lấy xa đi mấy em đi. Đây của khủng long này. Còn mấy bộ khủng long màu xanh này. Mã khủng long cho em khủng long này. Khủng long màu xanh này comment xanh nha. 10kg cho tới là 17kg đi. Đúng rồi, 10kg đi. 10 đến 16kg em. Khủng long mã khủng long màu xanh nha. Comment xanh này 10 đến 16kg xanh cho em nha. Xanh. Đấy. Màu xanh cả nhà xanh nha. Xanh 12kg em trước chị Lan Nguyễn. Xanh 12kg cho em. 10 đến 16kg nha cả nhà nha. Màu xanh cho em nha. Hợp bị đẹp luôn á. Xanh. Xanh 12kg nha. Em chúc chị Lan Nguyễn. Lan Nguyễn chưa có số điện thoại à. Lan Nguyễn lên số điện thoại cho em nghe chốt á. Xong này chúc chị BT Hồng Cung. Chị Lan Nguyễn lên số điện thoại cho em nghe nha. Ok Lan Nguyễn nè. Ok chứ yêu nha. BT Hồng Cung có đơn nè. Ok Lan Nguyễn nhắc. Lan Nguyễn nó sai cho em nghe nè. Thôi bị đẹp trời ơi. Đâu có sai đâu. Nằm cho em. Ok chứ yêu nha. Rồi ok Lan Nguyễn này có đơn cho em nè. Lan Nguyễn nè. Đấy. Ok cả nhà nha. Rồi ok chị yêu nha. Lan Nguyễn có đơn nè. Chị Lâm. Lâm 13kg có size nè. Chị Lâm 13kg có size cho em nha. Chị Lâm 13kg có size nè. Còn chị nè. Chị Hồng Hạnh. Hồng Hạnh 16kg có size nè. Ok cả nhà nha. Dạ ok chị Hồng Hạnh có đơn này. Combo à? Dạ có. Chỗ mấy chị theo dõi like giùm em. Mấy theo dõi like là mấy chị có đơn nha em nha. Đỏ này còn size mấy 16kg này. Đỏ. Đỏ là 10 đến 16kg giùm em. Đỏ còn mấy bộ là hết rồi. 10 đến 17kg chứ. Đỏ còn 10 đến 17kg màu đỏ này. Rồi màu đỏ cho em nha. 10 đến 17kg size màu đỏ cho em nha. Rồi cứ màu đỏ cho em nha. 10 đến 17kg size màu đỏ. Đẹp ghê luôn á. Em có size bé là 10 đến 17kg size nha màu đỏ. Rồi đỏ này, đỏ 10kg em chút. Nhung Ngọc có đơn này. Nhung Ngọc có đơn nha. Chị Cẩm Vân 16kg có đơn này. Cái đây của chị Nhung Ngọc có đơn nè. Cẩm Vân là 16kg có đơn nè. Cái này có size em chốt mấy chị yêu nha. Đỏ, chia sẻ like cho em đỏ. Chị Lan Nguyễn đỏ 12kg có đơn dùm em. Đỏ 12kg chị Lan Nguyễn có đơn nè. Chị Nhung, chị này nè ta. Đỏ size nhỏ. Đỏ 12kg, đỏ 10kg em chút chị Lan Ngọc luôn nè. Chị Lan Ngọc đỏ 10kg có đơn nha. Cái lễ size á, nên cái nào có size em đọc tên mấy chị chốt nha. Đây còn mấy bộ 16kg đây. Thỏ 10 đến 18kg nha. Thỏ hồng. Thỏ hồng hàng Lily bộ đồ ngố đây. Thỏ hồng. Là 10 đến 18 cái size nha, thỏ hồng cho em nghe, thỏ hồng. Phong đùi ngố nha. Em mất size bé là 10 đến 18 cái thỏ hồng cho em nghe, thỏ hồng. Mã thỏ hồng nha, hàng của Lily em còn size này 10 đến 18 cái em thỏ hồng còn 4 bộ thôi. Phong đùi ngố nha cả nhà ơi, phong ngố cho em nghe. Đó, thỏ hồng bé gái cho em. Phong ngố 10 cái đến 18 cái nhé, thỏ hồng cho em nghe. Đẹp ghê luôn á, thỏ hồng. Rồi, mã thỏ 18 cái em chúc chị Nhà Trần. Nhà Trần có đơn cho ta. Nhà Trần cũng gắn cho em đủ 2 bộ cho em nghe đi đơn cả nhà. Nhà Trần này. Nhà Trần em sẽ giữ phòng máy chế nào đây chị Hồng Hạnh. Nhà Trần Hồng Hạnh. Rồi. Thỏ. Thỏ 10kg em chốt chị ạ. 10kg với Ngọc Thoa. Ngọc Thoa có thỏ 10kg nè. Cố gắng cho em đủ 2 bộ nha. Giữ phòng cho chị Úc Thu. Ok cả nhà nha. Từ 2 bộ em nghe đi đơn cả nhà. Đăng lên combo. Combo 2 bộ bóc tiền trăm nha, có 119 kem mấy chị tranh thủ chốt đi hàng lễ size. Số 4, em còn bộ số 4, bộ số mấy đây? Số 4 và số 5. Số 4 và số 5 thì sẽ chốt cho chế là số 4 là 13kg đi. 13kg chút thì Trúc Ly nè. Trúc Ly có đơn này. Trúc Ly này này. Trúc Bùi á, Trúc Bùi này có đơn ta, Trúc Bùi. Dự phòng ở chị Nghi Tâm. Rồi ok chị nha. Còn bộ 15-16 cái gì em. Ok nha. Còn bộ 15-16 cái số 5 chứ thì khoảng lạnh ha. Khoảng lạnh ok khoảng lạnh. Khoảng lạnh chưa có số điện thoại em ơi. Lên số điện thoại chị em mới chốt được. Khoảng lạnh lên số điện thoại. Dự phòng là chị Tú Linh. Khoảng lạnh lên số điện thoại cho chị đi. Ok em nha. Vậy là số điện thoại chị nghe chốt chứ.
thôi. Ok em nha, kèm theo số điện thoại chị nghe trước nha. Trời ơi còn cái áo gì đây, áo hàng Quảng Châu à. Trời ơi áo màu xanh Quảng Châu. Rồi áo xanh cả nhà, áo xanh này còn cái size của bé tầm 20 ký nha, áo xanh này hàng Quảng Châu cho em nha. Tại cái này 20 ký cái size nha. Còn cái áo xanh này đẹp ghê luôn, hàng Quảng Châu cho em. Đấy, cái này tầm bé 20 ký 22 ký được nha, hàng Quảng Châu cả nhà, áo xanh cho em nha. À, em lên số điện thoại rồi hả? Rồi ok em, ok em này. Rồi ok em, áo xanh này em trước gì ạ? Trăm bách áo xanh cho em nghe. Áo màu xanh hàng Quảng Châu chị đẹp lắm, áo xanh cho em nghe. Cái đây áo này, cái mấy áo hàng Quảng Châu đẹp lắm, mấy chị là thích mấy chị lấy nha. Rồi em còn một áo màu đen nè, áo màu đen này có size của bé tầm 30 ký, áo đen này 30 ký cho em nha. Áo đen này còn một cái cho em á, 30 ký có size này, áo màu đen cho em nha, 30 ký có size nha cả nhà, áo đen này. Trời ơi còn đây lễ size quá trời luôn, để em đem mấy bộ nhện lễ size tặng mấy chị cho. Rồi áo đen này 30 ký có size nha cả nhà, áo đen nè đó, 30 ký có size, em còn một áo đen cho em á, áo đen còn một cái chị là trên phụ chốt đi. 30 ký có size màu đen cho em nha, đen, áo đen này chút thì tú tinh này, 30 ký có size cho em. Có mấy áo khoác này, áo khoác 100 mấy ngàn của em này, khoác xanh này mèo, áo khoác mấy chị ơi, áo khoác này đẹp lắm luôn, ui chị ơi, hàng 100 mấy ngàn của em này, ok chưa? Cái này size bé 16 với lại khoác xanh này còn mấy cái thôi, tặng trịch luôn, 12 đến 16 với nhá, khoác màu xanh cho em nha, 100 mấy ngàn chị trên phụ chốt đi. Trời ơi em còn có 3 cái áo khoác màu xanh này, 12 ký tới 16 với nhá, rồi lên mặt khoác xanh cho em nha, xịn không? 12 đến 16 cái cho em khoác này, 16 cái chút Ngọc Thúy, cố gắng chút em được 2 bộ cho em nha, không chút lẻ bộ. À, khoác này chút Ngọc Thúy nha. À, ok này dự phòng này chế Trang Nguyễn nè. Ok chịu nha. Không, khoác này còn 15 ký lại thôi, hết size. À, khoác 12 ký em chút Ngọc Khoa cho có đơn chị nè. Ngọc Khoa với khoác chị Phạm Thảo 13 ký. Rồi em hết khoác mấy chị ơi. Chị ok Ngọc Khoa này. Hàng này em sale mấy chị nha, hàng sale để size. Chị này chốt hàng sale để size mà còn xả hàng là bên em phục vụ sau là thông cảm không chốt được đơn mấy chị nha. Cố gắng em nha các. Hồng này còn 2 cái áo hồng này, có hồng còn 2 cái đi. 12 ký tới 15 ký có hồng. Hơi bị đẹp nha, 100 mấy ngàn đó. 12 đến 15 ký có hồng còn 2 cái. 12 đến 15 ký hàng lễ size mấy chị tranh thủ chốt like đi. 12 ký tới 15 ký nhá, đẹp cực kỳ luôn. Tối nay còn lại mua 1 tặng 1 mấy chị không? Rồi, lên mã khoác hồng. Khoác hồng 12 ký em chốt chị sen hồng, cố gắng chốt từ 2 bộ cho em nghe, không chốt lẻ 1 bộ nha. Hồng 15 ký á. Hồng 12 ký nha. Ờ dự phòng thì Tú Trinh này, hồng 12 ký dự phòng Tú Trinh nữa. Cho đủ đơn. Hồng một cái. Ok rồi nha. Hồng một cái 14 ký 15 ký, hồng 14 15 ký chốt chị Hồng Hạnh. Hồng Hạnh 14 15 ký size này. Đẹp lắm. Ok chị Hồng Hạnh có đơn nha, Hồng Hạnh cho em nha. Rồi em hết. Có hồng này có 2 cái 3 cái chị ơi. Có 2 3 cái thôi. Có bé trai này, để lên có bé trai nha. Ồ sơ mi. Rồi cái này sơ mi có size hàng ca cả nhà, hàng ca này, sơ mi xịn này, hàng ca này. Tầm bé là 12 cái nha. Rồi, sơ mi xanh 12 cái giùm em. Sơ mi xanh 12 cái nha cả nhà, sơ mi xanh cho em nha. Trời đẹp lắm nha, hàng ca. Hàng là 100 mấy nha, size bé 12 cái cho em. Để cho mặt tết cho em nha. Còn một cái sơ mi xanh này, cái này tầm bé 12 cái cho em đóng thùng cho em nha, bao đẹp luôn á, sơ mi xanh hàng cai đẹp lắm. Rồi sơ mi xanh em còn một cái khoác hồng sơ mi xanh cho em nha. Đấy 12 cái size cho em nha, màu xanh. Rồi em có thêm màu đỏ đô này. Rồi màu đỏ tầm bé 14-15 cái nhá. Rồi màu đỏ đô cho em nha. Rồi đỏ sơ mi đỏ đô nha cả nhà, hàng là 100 mấy ngàn luôn á, đỏ đô. Ok chứ yêu không nhớ đó chị yêu ơi, nó nhiều lắm. 14-15 cái nhá, sơ mi đỏ 14-15 cái size nha, còn một cái sơ mi đỏ, một cái sơ mi màu xanh hàng cai. Rồi xem nó cả nhà luôn cho combo cho nha. Sơ mi đỏ này em chốt chị Tuyết Nguyễn cho em hàng cai, các chị mua để cho anh tết mặc bỏ áo trong bùng xin nữa các chị. Đỏ đô này em chốt chị Tuyết Nguyễn nhé. Rồi hết, màu xanh này còn cái, sơ mi xanh này còn cái cho em biết nha. Dạ sơ mi xanh này còn một cái cho em nha, chắc không đẹp nha, không lấy tiền đâu. Đây,
Đùi vậy. Trời ơi. Là một cái quần kaki hàng Quảng Châu. Trời, quần nâu. Quần nâu hàng Quảng Châu cho em size của bé. Trời ơi, quần đẹp ghê luôn á. 20 kg cho em, 20 kg 22 kg cho em. Trời, lên mã quần nâu cho em nghe, không xịn không lấy tiền nha, mấy chị cô kỹ cho em nghe nha. Quần chéo. Hàng Quảng Châu xịn sò cho 22 kg cho em. Rồi lên mã quần nâu. Không đẹp không lấy tiền nha, hàng 100 mấy ngàn cho em nghe, còn sót cái quần nâu. Quần nâu 22 kg cho em á, quần nâu. Rồi, quần nâu bao đẹp cho mấy chị ơi, quần nâu cho em. Nâu nè. À, chị Hữu Kim à. Dạ, ok chị Thủy nè. Chị Thủy comment trước quần nâu cho em nha. Đẹp lắm, trai gái mấy chị mẹ được trước em. Nâu nè em cho chị Thủy nhé. Đẹp lắm trời ơi, không đẹp không lấy tiền đâu. Hàng xịn lắm. Hàng nó hàng Quảng Châu mấy chị ơi. Chắc đẹp lắm luôn. Hàng bộ đây, một vàng còn mấy bộ đẹp vàng. Hàng Quảng Châu bao hàng, trời ơi mặc xuống lắm dùm em trời ơi. Chắc đẹp lắm luôn á. Cái gì đây? Dạ ok chị yêu nha. Chắc đẹp lắm luôn á. Trời ơi màu xanh này. Xanh này cả nhà, màu xanh là hàng chắc đuổi cho em nha. Xanh hàng đuổi hàng Quảng Châu đó cả nhà, đuổi Quảng Châu cho em. Trời ơi cưng quá. Size biết 20 kg cho em nha, xanh này. Cưng quá. 18 kg 20 kg mắt đẹp nha, hàng đuổi 20 kg cho em thôi. Kiểu là quần váy cho em nghe nha, kiểu quần váy cho em nha. Rồi màu xanh này. Em thấy chị Việt Trung, em thấy chị yêu nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Size biết 20 kg cho em nha, hàng đuổi hàng Quảng Châu. Không phải hàng xưởng đâu, hàng Quảng Châu. Xanh với chị nha, xanh này tầm 20 kg cho em xanh. Xanh này em thích chị Thúy Hằng nha, hàng Quảng Châu chị yêu ơi. Chắc đẹp lắm. Rồi em thấy nhưng mà không có size chị yêu, không có size đâu, không có đọc tên á. Tại vì đến lễ size mà, em đang xem lễ size. Em thấy chị Thảo Lê, em thấy chị Kim Đè, em thấy chị Lan Nguyễn, em thấy chị Việt Trinh, em thấy hết mấy chị nha. Dạ thấy hết mấy chị yêu ơi. Dạ em thấy mấy chị nha. Ôi đẹp ghê luôn, còn mấy bộ xem đó cả nhà lễ size này. Bộ ngố này, size số 1, số 2, số 4, số 6, số 7 và số 8, một còn size 10 kg cho tới là 20-25 kg. Rồi, rồi màu vàng, ngố vàng của bé gái nhé. Rồi, 10 kg tới 25 kg màu vàng này, từ số 1 tới số 8 màu vàng. Vàng, vàng to chút bạch long này, vàng to chút bạch long. Vàng số 8. Vàng này số 7 cho chị nhà Trần. Nhà Trần số 7 có đơn hả? Nhà Trần có số 7 cho em nha. Nhà Trần có số 7 này. Ngố đẹp lắm của bé gái nha chị yêu nha. Cái này còn size số 6 thôi. Còn size số 6 18 kg này. Chị Huỳnh Thúy nha, số 6 18 kg có size này. Rồi. Đẹp lắm chị ơi. Số 1 này cho chị Cúc Hồng. Cúc Hồng số 1 cho em nghe có size nha. Dạ ok chị yêu nha, Cúc Hồng này số 1 có size cho em nha. Em còn số 10 à, 10 kg nè. Việt Trinh này. Vàng 12 kg chút Kim On. Em còn bộ nữa. Chị Việt Trinh là khách mới là số điện thoại cho em nghe. Việt Trinh là khách mới là số điện thoại cho em nghe chốt nha. Việt Trinh. Hồng này còn bộ 14-15 kg cho em. Bộ vàng còn. Số 5 mẹ, số 4 còn bộ số 4 cho em nha. Còn bộ vàng số 4 nha chị Việt Trinh, nó xuống hỏi cho em nghe chốt cho Việt Trinh nè. Còn bộ vàng số 4 nha. Ok chị là Việt Trinh thấy số chị nè. Rồi. Số 4 là 14-15 kg nha, em còn bộ số 4 cho em. Vàng còn bộ số 4 cho chị nào đây, chị Trang Nguyễn. Dạ ok chị Trang Nguyễn có đơn nha. Rồi ok chiêu nè. Cô lễ sao mấy chị Trang thủ chốt đi, không có hàng. Lễ sao mấy chị Trang thủ chốt cho em nghe đi, đẹp lắm. À còn bộ đây nè chị này chốt 30. Bộ đẹp bao đẹp cả nhà màu hồng nè. Số 3, 13, 14 kg hàng khung lạnh cho em nè. Ở phía dưới là có chung bo. Phía dưới là có chung bo, cố gắng chốt được 2 bộ cho em nghe đi đơn nha. Rồi ok kẹp số 1 10 kg đúng không chị. Rồi lên bộ gấu hồng, size bé là 13 kg, 14 kg gấu hồng cho em nha. Hàng thun lạnh cho em nha, sướng lắm. 13-14 kg hết size cho chị nha. Bộ gấu hồng, còn một set gấu hồng 13-14 kg cho em, còn bộ này chị đã chốt nốt em bộ đây không. Còn set thôi 13-14 kg hết size cho gấu hồng em chốt chị à. Ngọc Châu Lê. Ok chị yêu nha. Trời ơi, nhà hàng lễ size của em nhiều lắm luôn á. Đây, lễ size nữa nè.
Để coi hàng lễ size có nên like cả nhà nồi luôn á. Đây lễ size có bụng, đây lễ size có cái bụng nè. Trời ơi đẹp lắm, toàn mẫu đẹp cả nhà lễ size. Trời ơi, đó là bộ gấu vàng. Gấu vàng này có size 13 đến 14 nhé. Gấu vàng, mã gấu vàng 13 đến 14 cái size nha. Rồi thun cô công chính phẩm cho em nghe. 13 đến 14 cái size nha, mã gấu vàng cho em nghe. 13 đến 14 cái cho em mấy chị gấu vàng này. Ôi lễ size nó tầm lâm hết thì ơi, lễ size tầm lâm hết. Gấu vàng 13 đến 14 cái size cho gấu vàng này. Gấu vàng này em chúc chị Lan Nguyễn, chị Việt Trinh là comment sau á chứ yêu. Ok chị yêu nha. Tranh thủ chúc em từ hai bộ cho em nha mấy chị nha. Một combo là hai bộ cho em nha. Chúc đủ hai bộ nghe mới đi con được nha, không chúc lẻ một bộ mấy chị nha, mấy con mấy chị theo dõi like. Và hàng sale mấy chị, đây là hàng sale mấy chị chốt mấy chị để lấy cho em nha, không dùng đơn, không đổi trả hàng đấy, không đổi trả hàng, không dùng đơn mấy chị nha. Chị nào trả hàng là bữa sau em xin lỗi không chúc đơn nữa. Đây hàng sale đây, ôi đẹp ghê luôn á Mickey này. Còn sốt hàng của su xin chiếc 100 mấy ngàn của em này, số 5 này, 15 ký tới 18 với chị em, này to lắm, 16 tới 18 với chị em to. Rồi cái này 18 với 20 ký gì nè, màu hồng Mickey hồng, 18 với 20 ký Mickey hồng, 18 với 20 ký nhé Mickey màu hồng này, hồng Mickey màu hồng 22 ký không có size chúc chị Lan Nguyễn. 18 với 20 ký nhé, 18 20 ký chúc chị Lan Nguyễn. Ok chị yêu nha, hàng cũ xung xin tiếp cho em nghe, nó chắc là xuống lắm. Ôi cưng quá. Còn bộ cô gái này, chỗ hàng xung lạnh này, 13 14 ký cho em nha. Rồi lên bộ cô gái cho em nghe. 13 14 ký mã cô gái này, cưng quá. 13 đến 14 ký nha cô gái này. Trời ơi, mã cô gái. Cô gái còn một set 13 đến 14 ký cho sao nha mã cô gái cho em nghe, đỉnh luôn. 13 đến 14 ký nha cô gái. Rồi cô gái này chúc chị Lan Nguyễn 13 đến 14 ký nha cô gái. Em có đọc kỹ cái số ký nha mấy chị nha. Cô gái mấy chị nghe em có số ký cho em không? Đó là sáng mai mấy chị chốt mấy chị yêu à, không phải số ký mấy chị là chịu nha. Rồi đẹp ghê luôn, sao số 7 nè, bộ vàng số 7, bộ đẹp ghê lắm số 7 nè. Đó là một vàng cả nhà, vàng vàng số 7 cho em nha. Trời ơi 22 ký nè. Đó là bộ vàng cả nhà ơi, bộ vàng trời ơi size số 7 cho em nha. Mã vàng size số 7 em chúc chị An Nguyễn, chị An Nguyễn size số 7 nè. Ok chịu nè. Rồi ok chị An Nguyễn size số 7 cho em nha. Đẹp lắm. Dạ vàng này chúc chị An Nguyễn có đơn cho em nha. Rồi cưng quá trời luôn. Đây gấu hồng, gấu hồng hàng của Lily nè, size bé 13 14 cái gấu hồng, trời đẹp quá đừng ngủ. 13 đến 14 cái size cho bộ gấu hồng cho em nha. Gấu hồng, mã gấu hồng cho em 13 đến 14 nghe. Em thấy mấy chị, em thấy chị Diễm Trần không có size, không có đọc á. Rồi là bộ gấu hồng 13 đến 14 cái size bộ gấu hồng cho em nha, cưng lắm gấu hồng. Gấu hồng này em chúc chị Hồng Hạnh nha, Hồng Hạnh có đơn này. Hồng Hạnh chị tươi đinh là comment sau, chị Xuyên Hồng comment sau, chị Việt Trinh comment sau nữa, chị Nghi Tâm là comment sau luôn. Ok chưa? Đấy gấu hồng em chúc chị Hồng Hạnh nha. Đấy cố gắng cho em từ hai bộ nha, đi đơn cả nhà nha. Gấu hồng cho em nha. Ôi mạng nó chạy chậm rồi. Ủa cưng quá, cái hàng phun lạnh gì đây nè, hàng phun lạnh. Rồi ok cả nhà nha. Ủa hàng phun lạnh ma xịn. Rồi lên bộ bông ma màu xanh này, 13 cái bộ uống ghép xanh, hàng phun lạnh này, 13 cái bộ uống ghép màu xanh cho em nha, xanh. Rồi lên màu xanh cả nhà nha. Ôi nó ok cả nhà, chờ em xúc chị Hồng Hạnh này, Hồng Hạnh này chờ em chút mấy chị yêu chưa được nè, xanh nha. Rồi xanh này em chút chị Kim Dung, cố gắng chút từ hai bộ nha, đi đơn nha cả nhà, đi đơn từ hai bộ chị em nghe. Màu xanh, xanh này em chút chị Kim Dung, chờ em chút mấy chị Bill yêu không ra. Rồi ok cả nhà, chờ em chút mấy chị yêu ơi, Bill mình không có ra đây. Em biêu nông ra. Rồi ok cả nhà, cho em thích đào lại. Xanh chị Hồng Hạnh có đơn bộ hồng này. Ok Hồng Hạnh có đơn này. Rồi Kim Dung có đơn này. Em đi đơn từ hai bộ nha mấy chị nha. Rồi ok cả nhà này, đi đơn từ hai bộ cho em nha, không đi một bộ nha. Nên là mấy chị cố gắng chúc em đủ hai bộ giùm em. Ok cả nhà nha. Còn bộ xanh nữa này. Ủa đẹp ghê luôn á, màu xanh này còn xét xanh. Tầm 13 màu 4 ký nha em, xanh nữa nè. 13 đến 14 ký size cho em, màu xanh còn một bộ. 13 đến 14 ký size nha, hàng thun lạnh cho em nha, bao phê. 13 đến 14 ký cho em mấy chị ơi, màu xanh cho em nha, chắc đẹp quá, xanh.
Sau này em tiếp cho Huỳnh Thúy nha. Huỳnh Thúy có đơn này. Sau này em tiếp cho Huỳnh Thúy có đơn nha. Còn một. Rồi một cam. Dạ, cam này tầm bé là 15 kg. Cam sắp nách 15 kg cho tới là 17 kg chắc một cam. Rồi cam này 15 đến 17 kg chắc xanh. Một cam, cam 15 kg tới 17 kg chắc hoa nha cả nhà. Một cam cho nha, Trung Quốc cam. Còn một cam 15-17 kg nhất. Cam này liền. Cam này là cái hàng là sắc nách cho em á. Cam này chốt thì kim on. Cam này chốt kim on nha. Ok kim on này. Ok cả nhà. Đây lễ sai chỗ này. Toàn là hàng khung lạnh lễ sai nó vô một đống đây. Còn bộ vàng 14 cái 15 cái bộ vàng hàng khung lạnh này. 14 15 cái cho em nha. Chỗ cưng quá, bộ vàng. Còn một chiếc vàng 14 15 cái nhắc bộ vàng cho em nha, lễ sai. À 14 15 cái size bộ vàng cả nhà ơi. Lễ sai là vàng. Vàng 14 15 cái. À, vàng 14 15 cái chút chặt thì cẩm lon. Vàng là chút cẩm lon. Dạ vàng này em chút thì cẩm lon nha. Ok chị yêu nè. Nhẫn xanh. Ồ nhẫn xanh này, khung cô tâm chính phẩm nha. Nhẫn xanh 14 cái 14 16 cái được nha. Nhẫn xanh này. To lắm, 14 16 cái được nha. Nhẫn xanh cho em nha. Để pin luôn á, nhẫn xanh. Mã nhẫn nha cả nhà, nhẫn 14 kg cho tới 16 kg khung cô tâm chính phẩm nha, 16 kg. À, nhẫn 16 kg. Nhẫn này em chốt chị Ánh Phụng đi, Ánh Phụng có đơn này. Dạ ok chị Ánh Phụng có đơn cho em chị nha. Nhẫn. Nhờ này chắc chắn cũng có đơn cho em này. Đẹp lắm luôn đó cả nhà ơi. À, em chạy ok Bạch Long nha. Rồi áo Quảng Châu này cả nhà, áo vàng. Áo vàng hàng Quảng Châu cho em nghe, size bé tầm 20 kg 22 cái nhé. Áo vàng bé gái cho em. 20 kg 22 cái áo vàng của bé gái nha, tại vì có cái hoa cúc này. Cái này size bé 20 kg 22, áo màu vàng hàng Quảng Châu chắc sờ xuống cả nhà, chắc đẹp lắm áo vàng. Chắc đẹp lắm cả nhà, yên tâm đi, hàng bao đẹp, hàng Quảng Châu. Áo vàng này chúc chị Việt Trinh này. Cái bì của nó này cả nhà, được nhận hàng bao đẹp luôn áo vàng. Áo vàng đẹp lắm. Áo vàng này em chúc chị Việt Trinh nha cả nhà, chắc đẹp kỳ luôn. Xem cái áo màu đen màu hồng, hàng Quảng Châu mấy chị, hàng Quảng Châu đây nha chị yêu ơi. Trời ơi, áo màu hồng mấy chị, áo màu hồng này tầm bé là 25 kg nhá. Áo hồng cho em nghe 25 kg cho hàng Quảng Châu, chắc đẹp mà mát lắm. Áo hồng, cái này 25 kg cho mấy chị cùng dây cho em nha. Chắc đẹp dùm em. Cái này tầm bé 25 biết cho em nghe, cưng ghê chưa? Sắc nách cho em nghe nha. Rồi áo hồng. Em thấy chị Phan Mickey, em thấy chị yêu nha. Cái này chị cũng dây phía sau cho em nha, áo hồng, hàng Quảng Châu đó. Áo hồng này tầm bé là 25 biết cái size, áo màu hồng cho em nha. Em chào chị Kim Dung. Hàng Quảng Châu cho em nghe, chắc đẹp lắm cả nhà ơi. Dạ ok chị yêu. Ôi cưng quá, cái gì đây? Cái này là một cái đầm mà. Cái này cái đầm mấy chị ơi, cái áo mặc áo lưới cho em nha. Áo lưới nè. Rồi là một sọc nha cả nhà. Cái áo sọc cái gì, áo sọc nha. Em thấy chị Lệ Nguyễn áo sọc này tầm 30 35 cái cho em, 33 35 cái áo sọc. Áo sọc mấy chị ơi, cái áo mấy chị nha. Đó, áo Quảng Châu, áo sọc hàng Quảng Châu cho em. Là tầm 33 ký 35 cái cho em nha. Ok chị yêu đúng rồi. Ờ cả nhà nhanh tay cho em xíu nha. Áo này đẹp nè cả nhà, hàng Quảng Châu mấy chị ơi. Cái này là mấy chị mặc cái quần bên trong cho em nha. Cái này tầm biết là 33 kg cho em. Đấy, cái này áo Quảng Châu cho em 33-35 kg mặc được cho em. Mặc xinh lắm mấy chị phối cho em nghe. Rồi, mã sọc nha, em thấy chị Trần Phương. Em thấy chị yêu nha. Áo sọc cho em. Mã sọc đẹp đó. Sọc hàng Quảng Châu cho em nha, chắc mặc bao xuống áo sọc. Dạ, em thấy chị yêu. Rồi, cái đầm này, đầm Quảng Châu nữa nè. Trời ơi, một cái đầm hồng. Một cái đầm hồng hàng Quảng Châu đẹp ghê luôn á, đầm hồng. Đầm hồng này tầm bé là 25 kg cho em. Rồi cái đầm hồng này cả nhà, hàng Quảng Châu. 25 kg nha cả nhà ơi, không đẹp không lấy tiền. Rồi lên một cái đầm hồng cho em nghe, không đẹp không lấy tiền nha, chốt vải xuống lắm 200 mấy nha. Cái đầm hồng nha, 25 kg nha chị Thúy. Ok chị Thúy nè, chị Thủy nè. 25 kg nha, to nha chị yêu nha. Chị Thủy ơi, cái đầm hơi to chị có lấy không? Cái đầm này to nha chị yêu nha. 25 kg đó. Ok em lấy không? Hồng 25 kg cho em chịu nha.
Rồi chị lấy ok em chút nhiêu không? Chị Thủy có lấy cái đầm hồng đây giùm em không? Ok chị lấy luôn. Rồi. Làm nó to. Quần xin. Quần xin. Rồi tặng nốt cái quần xin cả nhà. Chỗ hàng 200 mấy nha này. Quần đen này có size của bé tầm 15 kg 16 kg nha. 15 16 kg cho bé quần xin. Còn bé quần xin nha, 15 16 kg cho quần xin. Rồi, mã quần xin nha. Ok chị Thúy. Và quần riêng 15 16 kg chút ánh phụng, hàng 200 mấy ngàn nha, hàng Quảng Châu xịn sò nha. Rất đẹp luôn quần xin này. Em chốt chị ánh phụng luôn nè. Hơi bị đẹp nha cả nhà ơi, quần xin cho em mắt xin. Hết rồi chị ơi, xin có ủng hộ. Hàng độc mấy chị ơi, hàng độc cho em nghe nha. Hàng này rất độc luôn. Hàng Quảng Châu bao xịn sò cả nha. Độc và lạ lên. Trời ơi, một quần đen này cả nhà. Đó. Một quần đen hàng Quảng Châu chất xịn sò nha cả nhà. Cái này tầm bé là 18, cái này tầm bé 20 kg 22 kg đen. 20 kg 22 kg cho em. Trời ơi, cái chất vải mặc xuống lắm. 20 kg 22 kg nha cả nhà. Bé gái. Mấy chị về nhận hàng một cái quần đen này nha em ơi. Cảm nhận em cái chất của nó cho em hàng Quảng Châu. Nó mát và mát lạnh luôn cho em nha. Có độ rũ cho em nha. Rồi, quần đen á, quần đen này chất thì Tú Trinh nè. Ok, Tú Trinh có đơn nha. Hàng Quảng Châu. Rồi, ok chị nha. Hàng Quảng Châu mấy chị cứ về nhận hàng chắc đẹp lắm. Mê nha. Hiện gấu còn mấy bộ này. Đây, không lạnh còn mấy bộ này. Cứ xem mấy chị yêu chưa. Hàng lễ sai em xem banh nóc cả nhà. Ok chưa. Lễ sai là em xem mấy chị banh nóc luôn. Rồi, cả nhà theo dõi like cho em nghe là cảm ơn. Trời ơi, không chịu nổi còn hai cái đầm. Còn hai cái đầm không chịu nổi luôn. Size to đầm dạ hội. Em còn hai cái đầm màu xanh đầm dạ hội, chị là chốt đầm xanh luôn không? Đầm dạ hội nè. Cái này tầm 33 kg. Rất là to, 33 kg cho tới là 38 kg em. Cái đầm xanh này. 33 đến 38 kg cái đầm dạ hội rất là dài cả nha. Cái đầm này rất là dài. Thường thường cái đầm này cho bé nó ốm. Ốm mà cao, bé ốm mà cao mà đẹp lắm. Đầm xanh cả nhà nha. 33 đến 38 cái em đầm xanh đầm dạ hội cho em nha. Rồi tặng nút cả nhà trong combo luôn. Em còn hai cái đầm. Mua để cho anh cho em nha. Đấy. Ốm mấy chị nha, dành để bé nó ốm ốm cao cao mà cái đầm này rất đẹp. Đó. Tầm bé là 33 kg tới 38 cái đầm xanh. Còn cưng vô là công chúa nè. Mới tinh luôn cho mấy chị yêu nha, hàng xịn sò cho em nha. Mà đó, là mà dáng dài. Cái đầm dáng dài cho mấy chị nha. Rất là đẹp luôn, màu xanh nè. Em còn đúng hai cái cho em tặng nút luôn. Chị là bé nằm ốm mà cao mấy chị mặc cái đầm này cho em nha. 33 kg em chú xương phạm. Đẹp lắm giùm em. Bé nằm ốm cao mấy chị mà lấy cái đầm cho em nha. Đầm này đẹp lắm. Em bao hàng cả nhà luôn. Chắc phải về nhận cái đầm này bao liền luôn. Ok chị xương phạm luôn nha. Chúc mình chị yêu nè. Em còn có 35 cái 38 cho em. Còn một cái đầm nữa 35 38 cho em. Trời cái này mua mốt bé mà đi tốt nè. Trời ơi, múa hát một văn nghệ văn nghệ cho bao hàng rồi. Ok chưa? Đến lúc mà mấy chị cần không có hàng cho em nha. 35 kg chút chị ạ. Ok nè. Chị ok Thu Hiền Nguyễn nha, Thu Hiền Nguyễn kia. Hơi bị to lắm, rộng rãi. Đẹp lắm, cái này ốm bốn mặt lên rất là đẹp luôn. Cái đầm hồng, đầm xanh. Rồi, em đang tiếp mẫu cả nhà. Cái gì đây? Mình xin. Trời ơi, quần xin hàng Quảng Châu mấy má mua để dành Tết cho em nghe. Rồi, là một cái quần xin nha, quần xám, size bé là 13 kg cho em, xám 13 kg cho em. Ok chưa? Xịn sò cho em mát hàng Quảng Châu. 13 kg cho em ha. Co giãn cho em thoải mái, cho em xem cái lay quần cho em nghe, 13 kg cho em, 13 4 kg quần xin. Rồi, mua để dành Tết mẹ cho em nghe hàng Quảng Châu xịn sò nha. Rồi, riêng nè. Riêng nè em chút gì tiên con này, xin nha. Tiên con này có đơn này đúng không? Ok, tiên con có này. Này có bộ hai bộ đúng không? Đẹp lắm, mua để cho anh Tết cho em nghe đi. Kiếm đâu có mua được à, kiếm đâu cái nguồn nằm trong combo mấy chị. Trên này em chắc là tiên con có đơn cho em nha chị yêu nha. Hàng Quảng Châu chắc bao đẹp rồi. Trời ơi, một quần đen. Quần đen cho em nghe, phía dưới là cái chun bo. Phía dưới có chun bo nha cả nhà. Đen hàng Quảng Châu luôn, hiệu nè. Mát nè. Đen cả nhà túi hộp cho em quần này quần kiểu là quần chắc hơi hơi giá dù cho em một xíu, phông đẹp lắm.
tầm bé là 22 cái em, và phía sau có túi đây. Gái trai mặc được hết tầm 1, con gái con trai mặc được hết tầm 1 cho em nha. Túi loa, túi ra túi nổi nha, đen hơi bị đẹp nha, đồ đen này 22 cái nha. Đen này chú Trần Phương, đen chú Trần Phương, ok Trần Phương này, hàng Quảng Châu đó chị, đẹp lắm. Rồi đen này chú Trần Phương, Trần Phương này này có đôi cho ta, giữ phần túi trinh này cho đủ đơn luôn. Trần Phương cố gắng chúc em ngủ 2 bộ cho em nha, cố gắng chúc em đủ 2 bộ cho em nghe nha. Chị Thủy á, dạ có chị yêu, có thì những bữa có để cho anh chị 2 bộ. Trời ơi, hàng Quảng Châu chắc bao xuống thì em nghe mấy chị ơi trên tổ chốt đi. Hàng Quảng Châu những cái chiếc quần đó là hàng hiếm. Rồi một áo sơ mi này, áo trắng đi, áo trắng nha, áo trắng hàng Quảng Châu cho em nghe đây, ok chưa, áo trắng nha cả nhà, áo trắng cho em nghe, cái tầm 30. Áo này kiểu là áo không ôm, dáng dài không ôm á. Rồi áo tầm 33 cái 35 với em, rồi 33 đến 35 với nha, áo màu trắng cho em nghe, rồi màu trắng cho em nha, 33 đến 35 với cá size em nha, màu trắng nha, trắng đẹp lắm, trắng trắng ơi, chúc chị Hồng Hạnh luôn nè, ok chị Hồng Hạnh nha, hàng Quảng Châu cho em nha, trắng áo trắng này chúc chị Hồng Hạnh cho em nha, màu trắng cho em nha. Dạ ok chị yêu nha, chị thương lắm, yên tâm mấy chị ơi. Để size còn 1-2 cái cho em. Rồi, cưng quá, con này cả nhà phía sau nè, hàng Quảng Châu luôn, bộ hồng, hàng đuổi cho em hả hồng. Hồng cái này đẹp ghê luôn, đùi là size bé là tầm 18 cái 20 cái hồng này, 20 cái cho em, bộ hồng hàng đuổi. Hồng này cũng bị, hồng này hàng Quảng Châu nha. Rồi là bộ hồng cho em nha, 20 cái em 2 cái bộ hồng này, quần đùi cho em bộ hồng, đẹp lắm. Chắc đuổi hàng Quảng Châu hồng này. Hồng này em chốt cái chế nào đây, chị Lê Phương à, Lê Phương này có đơn chưa ta, Lê Phương có đơn chưa, chị Lê Phương có đơn nhà em chưa, hàng Quảng Châu cho em nghe, hàng lễ sai hàng Quảng Châu, tất cả các kiểu cho em hết hồng, cố gắng cho em đủ 2 bộ cho em nghe, Lê Phương ok này, dự phòng chị My Lan, hồng, rồi ok cả nhà, chị nào có đủ 2 bộ em nghe chốt, có rồi hả, rồi ok có rồi để em dùng đơn, ok cả nhà nha, có rồi cho em. Đó, cho mấy chị là đủ combo cho em nghe nha, cố gắng đủ combo cho em nghe, đẹp lắm, mấy bộ này hàng đuổi cho em nghe, mặt xuống hàng Quảng Châu, mặt xuống lắm. Em còn một cái áo màu xanh hàng Quảng Châu luôn, tầm bé 12-13 cái nhé, hàng Quảng Châu nè, 13 cái nha cả nhà ơi, cưng ghê chưa, chất vải đẹp mát lắm, 13 cái cho em, 13-14 cái áo màu xanh, 13-14 cái size nha, áo màu xanh cho em nghe. Rồi chết cái áo màu xanh nha, 13-14 cái áo màu xanh nè, áo này em chốt chị em Việt Trinh nè, áo màu xanh cho em nghe, hàng Quảng Châu. Cái chất nó đẹp nha, chất hàng xịn luôn cả nhà ơi, đẹp xuống lắm luôn á. Rồi ok áo xanh cho em nghe này, không đẹp nha, không biết gì nói với chị ơi, đẹp xuống cực kỳ luôn, chất vải là bao phê. Còn một cái đầm này, em có nguồn jean này, biết là nguồn jean nha cả nhà, ô cái đầm đẹp lắm cả nhà ơi, cái đầm size đại, wow cái đầm đẹp quá mấy chị ơi, hàng Quảng Châu này nút nào cả nhà, nhìn em hàng cái hàng nút với chị thấy ghiền không. Rồi trễ phai, một cái đầm này tầm 30 ký nha, 30 ký 32 cái cho em. Ở phía dưới là chun nè, ở phía dưới là chun nha, hàng đuổi cho mẹ xịn sò. Để coi đuôi, ôi to lắm, 33 ký được nha. Rồi một cái đầm này, rồi cái đầm 33 ký 35 ký được nha, cả nhà ơi. 33 đến 35 ký được nha, ôi cái đầm này sang lắm cả nhà ơi. Màu nâu, mà chắc quả đẹp lắm, hàng đuổi xịn luôn. Hàng này hàng Quảng Châu, chắc quả nhìn sang cực kỳ luôn. Trễ phai, nhìn mặt hàng bao đẹp nha, 35 ký có size, ôi cái đầm nâu. Đầm nâu. Mã đầm nâu chốt cái chế nào này, đầm nâu này chốt cái chế này nè. À, chị Sương Phạm comment trước. Đầm nâu này có một cái thôi cả nhà. Qua cái đầm này nặng trịch luôn á. Em chốt cho Sương Phạm nha. Sương Phạm một cái đầm nâu cho em nghe. Chất vải đẹp lắm chị ơi. Đẹp mê lắm. Còn một cái quần kaki. Quần kaki Quảng Châu luôn này. Ôi, quần này có bé trai cả nhà ơi, quần kaki của bé trai cho em nha. Rồi, đẹp ghê luôn nha, cái này size tầm bé là 20-22 cái đi. Rồi, rồi lấy mẫu quần kaki cả nhà, quần kaki nha. Hai cả nhà nhìn nè, chắc này, cái tầm bé là 20-22 cái đi. Mua để cho anh cho em, tấp mặt cho em, xanh quần cho em á, quần kaki. Rồi, hơi bị đẹp nha cả nhà ơi, xanh cái like quần cho em nha, mới sang. Chị là có đơn rồi, chốt nhanh cái quần này cho em nha, dùng đơn đi. 20-22 cái nha, mấy chị xanh lên cái like cho em, hàng Quảng Châu. Rồi cái quần cả nhà, quần kaki này, ưu tiên chị là có đơn cho em mang nãy giờ nha. Đưa coi quần kaki nè.
quần này chị Thúy Huê là để chưa có đơn đúng không? Chị Phan Mickey có đơn chưa? Phan Mickey có đơn chưa ta? Thúy Huê là chưa có số điện thoại luôn á. Rồi em giữ phòng mấy chị luôn. Tú Trinh nè. Rồi ok cả nhà nha. Rồi em giữ phòng chị nào chưa đủ đơn thì em sẽ dùng cho chị nào có đơn nha. Chị nào mới có một cái thì em sẽ dùng cho chị nào có đơn. Rồi ok, đang giữ phòng cả nhà luôn nè. Quần cho em nha, hơi bị đẹp, mua để dành tết này cho em nghe nha. Rồi em mua cho đủ đơn, ok Phan Mickey. Rồi ok cả nhà nha, rất đẹp lắm luôn cái quần đó mấy chị. Phối cho em áo một trắng này, áo sơ mi cho em nha. Đây thêm áo một trắng này. Ồ cái áo này mát lắm chùm em ơi. Áo một trắng hàng Quảng Châu size bé 22 cái giùm em. Cái quần đó là cái áo màu đẹp nha, 22 cái này. Lấy cái áo một trắng cho em nha, chắc phải mặc mát cho áo trắng cho em nha. Có túi nữa. Chắc đẹp lắm, mát mẻ lắm cả nhà nha. Áo một trắng này. Này cái quần này áo một trắng rất là sang. Rồi áo cả nhà, áo này chú chị Phan Mickey luôn này. Cái này mặc áo luôn, áo đó giùm em luôn. Nguyên bộ cho em nha. Rồi ok cả nhà này. Cái này đẹp. Ok cả nhà nha. Cái này là nguyên mặt bộ luôn cả nhà. Cái quần áo cho nguyên bộ luôn đi. Đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Không đẹp không mấy kim đâu. Trời ơi, hàng bao hàng cả nhà luôn ạ. Em còn một bộ màu trắng này, hàng Quảng Châu này cả nhà, phía sau này ta nè. Màu trắng là tầm bé 20 kg em nha, màu trắng bé gái. Rồi cái quần này 20 kg 22 kg em nha, hàng đuổi xịn bé. Đó, hàng Quảng Châu luôn, trắng. Rồi phía sau là tà chéo nha, phía sau tà chéo cho em chốc phải nó mát lắm. 20 kg 22 kg em. Rồi là màu trắng cả nhà, trắng này. 20 kg 22 kg em chú Chia Nguyễn nha, màu trắng cho em. Xếp màu trắng đẹp lắm, 20 kg 22 kg màu trắng cho em nha. Đẹp. Trời ơi, cái set đó mấy chị về bao hàng trắng cho em. Dạ trắng em hết chị ơi, có một bộ à. Dạ trắng này có một set cho em nha. Không đẹp không lấy tiền. Trời ơi, tóc vải nó mát lắm giùm em mấy má ơi. Sao còn sót bộ nhợn này. Dạ ok chị yêu nha. Còn bộ nhợn này 13 kg, bộ cái nhện đỏ và tay 13-4 cái size nha. Bộ nhện đỏ cho em nghe này, đẹp lắm. Em còn bộ nhện đỏ 13-4 cái size bộ nhện đỏ cho em nghe, cưng ghê chưa. Mã nhện đỏ. Rồi lên thun lạnh. Thun lạnh là không còn hàng chi hiệu ơi. Thun lạnh bây giờ còn hàng mới thôi. Rồi 13-4 cái nhện đỏ nha. Nhện đỏ này chắc chị Việt Trinh cho em nghe. Trời ơi cái hàng đẹp lắm cả nha. Nhện đỏ cho em nghe. Cái hàng Quảng Châu đó nhiều mẫu đẹp lắm mấy chị ơi. Hàng độc và lạ cho em nha. Hàng đó mấy trăm ngàn đó. Mà xe mấy chị có mấy trăm ngàn thôi. Nhện đỏ cho em nghe. Ok chưa nha. Nhện đỏ cho em nghe. Rồi lên tiếp mẫu đi. Cái gì đây. Thôi lỡ xe mấy chị áo khóc nè. Mã khóc xanh này còn cái khóc xanh này. Hàng da cá. Khóc xanh cho em nghe. Còn một cái size bé là 13 mũ với nhé. Khóc xanh này. Đấy. Mã khóc xanh cho em có mũ nha. Còn một cái 13-14 cái size mà khóc xanh cho em nghe. Đây khóc xanh này cả nhà ơi, cưng quá. 13-14 cái size nha. Khóc xanh cho em nghe. Có mũ. Hàng da cá nha cả nhà nha. Không nhận không da cá cho em nghe. Khóc xanh 13-14 cái khóc xanh này em chốt chị em. Lan Nguyễn một cái khóc xanh cho em nghe. Khóc xanh này em chốt chị Lan Nguyễn có đơn nè. Thôi bị đẹp dùm em chị ơi, mày xuống lắm luôn. Khóc xanh chị Lan Nguyễn có đơn nè. Để size nhiều lắm đó chị ơi. Ngày mai em còn về, ngày mai về 3 bao. Nếu ngày mai kiểm tra hàng em sẽ chốt chị để cả nhà, like cả nhà luôn. Màu xám này, giờ lấy xám đi. Xám này còn size số 5 này. Từ số 1 tới số 5 này, khóc xám đi. 16 cái lại nha, xám này 10 tới 16 cái dùm em, từ số 1 tới số 5. To lắm. Rồi, khóc xám đi, màu xám cho nha, từ số 1 tới số 5 này, khóc xám. Lấy màu xám cho mấy chị này, không có xanh này đổ sang màu xám đi. Size bé 10 kg tới là 16 cái nha, từ số 1 tới số 5. Màu xám đẹp nè. Đổi sang xám chị ơi. Xám đi. Xám từ số 1 tới số 5 nha. Xám số 5 em chúc chị Hồng Hạnh nè. Xám là 13 kg em chúc chị Lâm 13 kg có size nè. Xám số 5 hết chị ơi. Xám 14 kg chị Thanh Huyền bao nhiêu ký chị ơi. Thanh Huyền bao nhiêu ký em. Xám 14 kg em chúc chị Hình Thúy nè. Xám 13 kg em chúc chị Tuyết Nguyễn nè. Mấy chị không lên số ký này em không chốt được đâu. Em chốt cho chị khác nha. Mấy chị lên số ký mới chốt được đơn nha. Dạ ok chị yêu nha. Rất đẹp lắm. Dạ em hết áo khoác chị ơi. Hết áo khoác luôn rồi. Dạ hết khoác chị em chị ơi.
Trời ơi, là bộ gấu này 10kg cho tới là 16kg giùm em. Trời ơi, bộ gấu. Rồi, là bộ gấu cả nhà, cưng quá. 10 đến 16kg cho em nha. Bộ đẹp ghê luôn á, gấu. Rồi, chứ các bạn gấu cho em nha, gấu cho em nè. Em còn size bé là 10 đến 16kg nha, gấu. Xám hết rồi em ơi, hết rồi, hết áo khoác rồi. Rồi, gấu 10kg em chú chị Việt Trinh nè. Đẹp ghê luôn á, gấu. Cưng quá. Gấu này chú chị Việt Trinh nè. Đó. Mạng gấu này còn 16kg lại cho em đi Sama. Gấu cho em cưng lắm cả nhà, gấu. Chị Thanh Huyền 16kg á. Thanh Huyền này có số điện thoại gì ta? Rồi gấu này. Rồi gấu này phải đàm chốt gấu cả nhà, gấu này. Ờ gấu này 10kg em chốt chị ạ. Chị Ngân này. Chị Ngân gấu 10kg có cái size này, Việt Trinh có đơn này. Đẹp lắm trời ơi. Ờ chị Tú Trinh nè, Tú Trinh có đơn cho ta. Tú Trinh. Tú Trinh nè. 10kg sợ 16 à 14kg cẩm vân này. Gấu đẹp lắm chị ơi, Pisama chắc bao sướng luôn. Còn một bộ gấu nữa 16kg, gấu 16kg chị Thanh Huyền à. Thanh Huyền này, Thanh Huyền là cách nãy chưa có số điện thoại đúng không? Thanh Huyền chưa có số điện thoại. Chị Trần Phương, dự phòng chị Trần Phương. Thanh Huyền lên số điện thoại thì em chốt cho. Thanh Huyền lên số điện thoại đi. Để chốt đủ hai bộ cho em mới đi đơn được đó. Chị lên số điện thoại thì em với nha. Còn màu đỏ nè. Dạ ok chị yêu nè. Dạ ok chị nha. Đỏ này còn số 9 nè. Số 9 nó còn bao nhiêu ký đây? Màu đỏ, comment đỏ đi. Đỏ cho em nghe tầm 10kg tới là 20kg. Đỏ. Ồ 10 đến 22kg là đỏ nè. 10 đến 22kg màu đỏ cho em nghe. Đẹp ghê luôn á. Đỏ 22kg chút Lisa nè. Ok Lisa. Ok Lisa đỏ 22 cái đó. Đỏ số 9 hết rồi. Đỏ này còn số 7. Số 7 tầm 17 cái chút chị Thanh Huyền nè. Đỏ còn số 7. 17 cái chút chị Thanh Huyền nha. Một con to nha. Ok rõ cho chút Thanh Huyền nè. Để coi số, nó còn số 6. Dạ con chị yêu. Đẹp lắm. Ờ đỏ chút Thanh Huyền 17 cái chút con nè. Đỏ này còn 16 cái này, đỏ 10kg. Đỏ 10kg em chút chị Việt Trinh, đỏ 10kg cho em. Đỏ này còn 16 cái nha cả nhà. Đẹp lắm. Dạ ok chị nha. Đỏ 22kg hết size, đỏ 20kg hết size. Đỏ 16kg chút Trần Phương. Dạ ok Trần Phương có đỏ cho em 16kg hết đơn nha. À, chị Duyên Nguyễn đỏ 2 bộ không có size chị yêu. Đỏ còn bộ số 5, 15kg cho em. Đỏ còn 15kg. Đỏ này còn bộ 15 tí cho em, số 5. Còn bộ đỏ 15 tí cho em, cả nhà, đẹp lắm. Đây coi bộ đỏ này. Đây chị ơi, 15 tí này, 14 15 tí nha, còn bộ đỏ. Em còn 14 15 tí nha, màu đỏ. Em còn xếp thôi với chị ơi, 14 15 tí size nha, màu đỏ cho em nha, đỏ. Đỏ 15 tí chị Thúy Vi lên xuống thoại cho em nha, chốt Thúy Vi là. Thúy Vi. Ok chị Thúy Vi nha, kèm lên xuống thoại nha, chốt với Thúy Vi nè. Dạ ok chị nha, Thúy Vi là kèm theo số phận ngay trước đi. Pyjama còn mấy bộ nữa. Lễ size nhiều lắm mấy chị, theo dõi live mấy chị có chút đủ đơn á. Mấy chị có từ từ theo dõi live mấy chị sẽ chút đủ đơn cho em nghe. Lễ size. Dạ ok chị Thúy Vi có đơn cho em nha. Ôi lễ size bên đây một đống này, để em lên cho. Đây còn bộ gấu hồng. Dạ Thúy Vi có số điện thoại rồi. Ô oh, bộ gấu hồng này size bé là size bé 20kg cho gấu hồng 20kg cho em. Đẹp ghê luôn. Cái này 20kg hôm nay mới được nha, gấu hồng 20kg đi. Mã gấu hồng cho em 20kg 21kg mới được nha, bộ gấu hồng còn sót bộ này. Size số 7 nhưng mà to lắm. Mã gấu hồng là gấu hồng này. Ờ gấu hồng chút chí An Nguyễn nha, chị Thủy comment sau á. Gấu hồng này chút chị ạ. Chị Thúy. Chí An Nguyễn. Chí An Nguyễn có gấu hồng cho em nha. Dạ ok chị, gấu hồng này chút chí An Nguyễn cho em nè, gấu hồng cho em nha. Bướm này còn hai bộ bướm. Bộ bướm đẹp lắm, bướm này cả nhà ơi, bướm nè. Cưng ghê luôn á. Bướm này có size của bé tầm 16kg lại thôi, 17kg lại thôi, bướm. 16kg lại đi. Rồi, bướm cho em nha. 12 đến 16, 10kg đến 16kg bướm nha. Bộ bướm này, 10 đến 16kg mà bướm nha, bướm cho em. Đẹp lắm cả nhà ơi. Em có size bé là 10kg tới 16kg cho em nha.
Rồi lên một bướm cho em nha, bướm bướm 16 cái em chú chị Vi nè, bướm 16 cái chú chị Vi bộ nè, bướm 12 cái em chú chị Nghi Tâm. Nghi Tâm ok chị nha. Em đang theo hàng lễ sai với chị, theo dõi like với chị chất lượng đơn cho em nha, cố gắng theo dõi like cho em nha chị nha. Rồi bộ màu xanh này, màu xanh đi xanh, màu xanh cho em nha, cưng ghê luôn á, 10 cái 16 cái màu xanh này, màu cưng quá xanh. Rồi là bộ xanh nha mấy chị, 10 đến 16 cái cho em nha, màu xanh cho em nha, bướm em hết chị chồng rồi, chồng thôi. Màu xanh em, màu xanh bé là 10 cái đến 16 cái nha, xanh này, lấy màu xanh này chị, xanh có size, xanh đẹp này. Đấy, màu xanh nha, xanh 14 cái em chú chị Ngọc Châu, 14 cái thôi nè. Rồi, xanh 16 cái, 16 cái chú chị Thanh Hiền nè, Thanh Hiền 16 cái size, 12 cái em chú chị Thảo Vi. Chị Võ Thảo Vi là nãy có đơn cho ta, Thảo Vi nãy có đơn chưa ha? Dạ hàng lễ size chứ yêu ơi, hàng lễ size, theo dõi like là có đơn cho em nha. Cố gắng cho em đủ hai bộ nha, em không chút lẻ một bộ giùm em á, không chút lẻ một bộ. Đang like hàng combo cả nhà nha, combo cho em nha. Rồi dạ lễ size nhiều lắm đó chị. Đây lễ xa một mùi luôn, chưa có đơn hả chị, cố gắng cho em đủ hai bộ cho em nha, không tức lễ một bộ. Em bướm đây còn nữa nè, đây bướm còn này, size bé 20 kg nhé, 15 kg tới 20 kg cho em, đồ to này, bướm 15 kg tới 20 kg cho bướm này, em còn một bướm 15 kg tới 20 kg một bướm cho em nè, còn hai bộ. Rồi bướm 15 kg tới 20 kg, bướm 20 kg em chốt chị Thủy nè, chị Thủy. Bướm còn bộ 15 biết em. Bướm em còn bộ 15 biết nha cả nhà. Dạ bướm em còn một set 15 biết em. Em còn bộ bướm nữa 15 biết cho em, chị bướm 15 biết nhé. Em zoom cho em mấy chị coi, đẹp lắm. Đây chị ơi, bướm 15 kg này. Không 14 kg nha, 13 14 kg thôi, sao nhỏ. Bướm này 15 kg không vừa, 12 kg tới 13 kg cho em ạ, bướm. 12 đến 13 kg có size nha. Cái này size nhỏ cho em nha chị, 12 kg 13 kg thôi. Đây là một bướm cam một xét nha. Em còn bộ hơn 12 cái 13 cái cho em, đẹp lắm. Không đẹp nha, không lấy tiền đó chị ơi. 12 cái 13 cái có size nha. Còn một bộ bướm cho em nha, chị đã có size 12 13 cái chứ bộ đây cho em biết. 12 13 cái có size nha, bướm còn một xét á. Bướm 12 cái em chút chị Vi luôn nè. Dạ, ok chị yêu đẹp lắm luôn á cả nhà. Để size nhiều ghê luôn á. Không lành. Ok chị. Lễ size mấy chị theo dõi like cho em bộ đỏ này. Đỏ. Đỏ này bộ size bự này. 30 kg nha. Đỏ này 30 kg 32, 30 kg, 30 kg 32 kg nha, bộ đỏ. Rồi ok bộ đỏ chưa? Bộ đỏ 30 kg 32 kg bộ đỏ cho em nghe nè. Dạ tay hàng thương hiệu của hãng của HM. 30 kg 32 kg chăng? Rồi lên bộ đỏ cho em nghe. Ờ cưng chưa bộ đỏ. Đỏ này 30 kg 32 kg size bự, còn bộ đỏ. Đỏ này 30 kg 32 kg chút đi sen hồng. Sen hồng này cho con. Đỏ này chút là sen hồng này. Sen hồng này có đơn chưa? Có đơn chưa? Sen hồng có đơn chưa ta? Chưa có đơn là em giữ phòng mấy chế đây nha. Có đơn chưa ta? Rồi. Màu đỏ cho em nha. Trời ơi. Mini on này, màu xanh này 25 cái nhé. Màu xanh 25 cái cho em. Rồi, đẹp ghê luôn chưa? Xanh này 25 cái cho em. Ok chưa? À, lên màu xanh cả nhà xanh nha, 25 kg giùm em nghe nè. Đó. Màu xanh cả nhà xanh này 25 kg cho em. Màu xanh. Đấy, dài tay cho em nghe nha. Còn màu xanh này, dài tay cho em nha. Tặng nốt cả nhà xanh 25 kg em chút chị Ánh Phụng luôn này. Million nha. Rồi xanh này em chút chị Ánh Phụng này. Ánh Phụng này có đơn rồi đúng không? Ok chị yêu. Xanh này 25 kg có đơn cho em chị. Để size nhiều đó các chị có thể dỗ la là có đơn cho em nha. Thì chị nhiều luôn á. Bữa giờ like em dùng nó chị lễ sai quá trời luôn. Màu lá, xanh lá còn hai bộ. Xanh lá còn số 5 mà số 7 là xanh lá cho em. Tầm 15kg tới 22kg xanh lá này. Tụi em mã lá nhé, 15kg cho tới 22kg màu lá cho em nha. Mã lá, đẹp chưa, bộ lá 15kg tới 22kg cho em, bộ lá cho em nha. Mấy chị kèm số ký cho em nghe chốt nha, lá còn hai bộ. Lá số 7 chút chị Ánh Phụng luôn nè. Lá 15 kg em chúc chị Hân Quỳnh.
Không quên là có đơn cho ta. Chị không quên là chưa có đúng không? Không quên là có đơn chưa ta, chưa có đơn hả? À, Hân Quỳnh dự phòng chị Mỹ Hồ. Mỹ Hồ, Hân Quỳnh là chưa có đơn này. Có chưa? Có rồi hả? Có rồi đúng không? Ok chị nè. Wow, nó lễ size nhiều mẫu đẹp lắm đây nè. Cái mẫu đây lễ size nhiều mẫu đẹp nè. Rồi cái này comment là đầm công chúa. Wow, cái đầm là đầm bướm, đầm size bé 9-10kg nhé. Rồi đầm bạn đầm xanh cho em nghe, 10kg cho em nè. Cái đầm xanh này cả nhà, thương như chưa? Hàng của Suke má chị, đầm xanh này 10kg nha cả nhà. Rồi chốt cho mà đầm xanh nha, bướm xanh nè. Rồi đầm công chúa bướm xanh cho em nghe, bướm xanh 10kg cho em nha, tranh thủ chốt hay cưng quá. Rồi là mã đầm xanh nha, bướm xanh cho em nha, 10kg cho em. Đầm này 100 mấy nha. Rồi một cái đầm bướm xanh nha, bướm xanh này chốt chị Thanh Ngọc. Ngọc là nãy có đơn cho ta. À, dự phòng là chị Tú Trinh nè. Chị nào một chút một bộ, cố gắng cho em hai bộ cho em nha. Dự phòng ok chịu nha. Rồi để em lên mình lấy một mấy cái mẫu hàng này đẹp lắm cả nha. Các bao hàng ở nhà luôn nha. Hàng lấy size nhiều lắm mấy chị ơi. Thôi dẫu lo làm mấy chị có đơn cho em. Đây này em ôm cái hàng cái ri này. Ship riêng vậy sao mấy chị nè. Phụ chốt cho em những đơn nè. Có đường đi luôn. Ok cả nhà, đầm xanh nào, đầm xanh nào chứ yêu, đầm xanh hết rồi. Để làm mẫu khác cho cả nhà cho. Hàng Quảng Châu nhiều mẫu đẹp lắm. Đây, đây bộ lễ size nè, ôi hơi bị đẹp nè. Kenzo nè, cái này size số 9 nè. Bộ xanh bé trai nha, 25kg, bộ to 25kg 30kg cũng được nè. 25-30kg nhé, màu xanh nè. Màu xanh nha, sắc lắp cho em nha. 25-30kg cho em. Rồi lên màu xanh cho em nha. To lắm, 25-30kg cho Kenzo. Kenzo là chút ánh phục nha. 25-30kg cho cả nhà. Có rộng xíu chị mặc cũng được cho em nha. Để dành cho em nghe đi. Rồi, ok cho ánh phục cho em nè. Không đẹp không lấy tiền, trời mặc xuống lắm. Màu xanh còn bộ thôi. Lễ size có nhiều mẫu đẹp lắm. Rồi ok cho ánh phục nè. Ô thương quá, bộ này bộ gì đây? Đây hàng thun lạnh cho em nè. Rồi lên bộ thun lạnh cho em nha, 25kg. Rồi lên bộ này, 25kg 27kg nhá. Rồi xanh này xanh nhạt, màu xanh 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 da trời, xanh da trời. Xanh da trời 25kg tới 27kg nhá, một xanh da trời cho em nha, xanh da trời này. Thun lạnh đúng không? Thun lạnh là chốt cho ánh phụng luôn nè. Rồi ok chứ nha. Thun lạnh chốt cho ánh phụng cho em nha nè. Bộ gì đây? Một cái đầm xanh dài tay. Cái đầm xanh này size bé là 22 cái nhất, đầm xanh này. 20kg 22 cái size cái đầm xanh dài tay cho em á, mã đầm xanh. Cái này có tầm bé 20kg 22 cái nha, mã đầm xanh cho em nghe, đẹp ghê luôn á. 20kg 22 cái có size cho em đầm xanh, cưng quá, dài tay. Mấy chị mặc cái đầm dài tay mấy chị là mang dài tóc gì? Tóc có vùng ngầu vùng nét kim gì mấy chị nha. Một cái đầm xanh cho em nghe, tầm 20kg 22 cái đầm xanh cho em nghe. Đầm xanh đẹp lắm. Đó. Không lạnh hết rồi chị ơi, không lạnh hết rồi. Thanh Ngọc dùng đơn à? Dùng đơn, trời chết không. Em mang cái đơn của chị có một cái nó xả ra nào. Em cái đơn của chị em dùng một đống kia này. Giờ bóc mẫu nào đây. Rồi. Màu xanh cả nhà, màu xanh này hàng thương hiệu khác nhé. Màu xanh này. Xanh bé trai tầm 35kg. Xanh này 35kg cho em. Rồi lên bộ xanh cho em nha. 35kg size cho em nha. Rồi lên bộ xanh nè. Màu xanh nha.
xanh đen 35 với giùm em, đẹp đen không, 35 với nhá, chút ảnh phụng 35 với cho em, xanh đen. Ok, ảnh phụng nha, xanh đen cho em nha, 35 với color nè. Biết sao nãy bỏ riêng á, anh nói dùng đơn á, nên làm bây giờ sẽ ngày mai nha. Rồi em mai bạn lại bỏ ra nữa. Tập này có hai bộ này, số 11 và số 14 này, tập trắng còn hai set, tập trắng hàng của Sumi á, rồi hơi bị đẹp nè, tập trắng còn hai set này, rồi 38 mới lại, 33 đến 38 với giùm em, 32 đến 38 với giùm em, 32 đến 38 với sọc trắng, 32 đến 38 với giùm em bé trai, còn hai bộ, số 14 chốc chị Ngọc Nguyễn, sọc trắng chốc số 14 đúng không, sọc trắng còn số, ok chưa, Ngọc Nguyễn bộ số 14, sọc trắng hàng của Sumi á, còn số 11 nè, còn số 11 tầm 32 ký, còn số 11 32 33 ký nha. Em còn sọc trắng 32 đến 33 ký nha, sọc trắng này. 32 đến 33 ký nha, sọc trắng em còn bộ. Vậy là có đơn chốt nhanh. À, Nguyễn Trinh này nãy có đơn chưa ta? Hai bộ 119.000 dùng đơn cho em nha, có đơn có chốt một đơn nữa nha. À, dự phẩm gì anh mẹ chị Hồng Hạnh đi, Hồng Hạnh. Rồi. Hết chị yêu sọc trắng hết rồi. Dạ em hết, sọc trắng hết chị yêu. Một xanh vậy đây. Rồi nó một xanh nha, xanh này còn số 3 và số 7 đấy. Một đường nốt xanh nha, 13kg tới là 22kg cho em. Rồi, một xanh này, áo sắc nách cho em hết. Rồi quần đùi nha, xanh này. À, rồi xanh lá. Màu xanh lá cho em nha, 13kg, 14kg xanh lá. 13, 14kg, đồng bộ là tầm bé 20kg cho em, 20kg, 22kg. Rồi là màu xanh lá. Xanh lá số 7 đây, chú Diễm Trần. Diễm Trần lại chỉ có một bộ hả? Diễm Trần một bộ này, còn bộ 13 và 14 ký xanh lá còn bộ 13 và 14 ký còn một bộ thôi cả nha. Diễm Trần dùng đơn nha, cố gắng chốt thêm một bộ nữa. Còn bộ 13 và 14 ký màu xanh lá cho em nha, thun cô tâm với chị nha, hàng này thun cô tâm cho em nha. 13 và 14 ký còn bộ thanh xanh lá, xanh lá còn một set cho em nha. Ok Diễm Trần này, rồi ok để chị tìm cho em bộ nữa cho đủ đơn chứ không. Ôi cam này, số 11 này. Ôi trời ơi đẹp quá, quần giả rin nè, 32 cái 33 cái nhé. Cam này, 33 cái giùm em. Rồi, quần giả rin nha, bộ cam cho em nghe, hàng xịn luôn. 33 cái 35, 34 cái 35 cái đồ lại cho em. Nói chung là 32 đến 35 cái gì được. 32 đến 35 cái gì mấy chị nha. Mấy chị mới có rộng chút xíu mấy chị để dành cho em nha, không đổi không trẻ. Hàng sale để em nói mấy chị là không đổi không trẻ nha. Chị nào đổ trẻ là bữa say không dám chốt được đâu. Sale á. Cam này à, à cam này chốt chính ở đây cam. Cam số 11 nhưng mà không có to, tầm bé là 32, 35 đến được nha. Cam chút này Tú Trinh này. Cam này chốt Tú Trinh nha. Rồi. Dự phòng cho chị Phương Nguyễn Bích nè. Cam. Rồi ok chị đặt cam. Cán bộ chị ơi, đẹp lắm đó. Cam cán bộ. Cắt vải bao hàng cả nhà luôn bộ cam. Ok. Đây quần zin này. Quần zin nha cả nhà nha. Chị Hồ Cẩm Ly cái máy giúp mấy bạn cho em đi. Rồi quần zin bé gái, quần tua tua này. Quần zin đang cả nhà size bé là 16 cái 18 cái quần zin nè. Đó, 16, 18 mét được nha. Quần jean này coi giãn cho thoải mái tua tua cho em á. 16, 18 mét quần jean xanh. Rồi, đẹp chưa? Rồi, mua để dành cho em nha, hàng Quảng Châu nha. Hàng này hàng Quảng Châu cho em nha, không phải hàng riêng xưởng đâu. Hàng đẹp lắm. Quần jean nha, cả nhà Thái Nguyễn Huệ mà không có size, không có chốt được hết. Rồi, quần jean 16 cái chốt chồng phương này. Chị nào có size mới chốt nha, em đặt tên á. Đi hàng Quảng Châu mày sướng lắm. Rồi, riêng cho em nha, chốt chồng phương. Ôi hàng Quảng Châu mấy chị, các mẫu hàng Quảng Châu đẹp đẹp lắm luôn. Dạ ok chị nha. Trời ơi áo màu trắng này. Áo màu trắng hàng Quảng Châu mấy chị ơi, áo trắng size bé là 18 ấy. Cái này lấy luôn ra, cái quần trên áo ra cho em luôn đi. Gái cho mày được áo màu trắng là 18 ấy đi. Áo trắng cho em nha, 18 ấy cho em. Trời cưng quá.
16, 18 mét mặc được chị yêu ơi. Áo màu trắng này, con trai gái mặc được có toàn bộ nha. Hàng Quảng Châu chắc mặc mát lắm. Quan trọng ở chất vải của nó đẹp giùm em mấy chị áo màu trắng nha. Chị lấy luôn cái áo màu trắng mặc cái quần jean đó giùm em. Em bảo đảm chị mặc bộ rất đẹp luôn. Áo trắng này em chúc chị chồng xuông nè. Đẹp lắm chị yêu ơi. Hàng ba xuống luôn á. Chất vải mặc đẹp lắm. Dạ ok chị yêu nha. Chị phối cho mấy bộ đó giùm em đi, cưng lắm. Quần xanh. Cái hàng Quảng Châu mấy chị ơi nha, hàng đẹp lắm. Quần xanh này, không bị đẹp nha, nghiền lắm. Quần xanh này tầm bé là 14kg, 14-15kg nhé, quần xanh cho em nha. Đấy, đơn giản cho em nha, nhưng mà nó hàng xịn luôn. Rồi 14-15kg quần xanh cho em nha. Ok chưa, hiệu này cả nhà ơi, xịn sò này. Rồi xanh này, mấy chị nhìn cái hiệu cho em nha nha. 14-15kg cho em ha. Quần xanh này chúc chị Việt Trinh này, ok chị yêu. Quan trọng là cái hiệu cho em nha. Để xuống nó cả nha. Đấy. Ồ, sau này chúc chị Việt Trinh nha. Rồi, màu đen rồi nè. Thêm một cái quần đen cho em nha. Hàng Quảng Châu size bé 22kg, 23kg em. Quần đen. Ở phía dưới là có chun nha. Ở phía dưới có chun cho em nha. Nhưng mà kiểu ống rộng, rộng rãi cho em nha. Ok chưa? Hàng Quảng Châu xịn sò. Ôi, đẹp ghê luôn mấy chị nè. Quay nhiều đâu. Đó. Test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em ngang chai cái mặc được 22kg 23kg em đen 22kg 23kg mặc được nha. Hàng Quảng Châu xịn sò. Quần đen, quần đen chốt thì Tú Trinh này. Thúy Khuê là nãy chưa có số điện thoại đó. Thúy Khuê là nãy chưa có số điện thoại nên là chưa chốt được cái bộ này đó. Chị Thúy Khuê ơi, nên số điện thoại kèm theo cho em. Quần đen này chốt thì Tú Trinh nha. Ok Tú Trinh nè. Đẹp lắm, trời ơi, chắc đẹp lắm cả nhà. Quần đen cho em nha. Chắc vải bao xịn sò. Rồi ok chị đang đen nè. Những cái hàng bên trong nó có những cái hàng rất là lạ và độc lắm. Chị Thúy Huê là không có số điện thoại. Để chị không kịp theo số điện thoại không chốt được đâu giùm em nghe, trời ơi. Chị em chưa có số điện thoại luôn á. Rồi một cái đầm cho em nghe, chùa cái đầm mấy chị cưng quá. Rồi một cái đầm này, size của bé tầm 10 đến 12 nhất. 10 đến 12 cái bộ đầm ren hàng Quảng Châu. Rồi một cái đầm ren cả nhà, đầm này. Một cái đầm ren cả nhà nha, hàng Quảng Châu cho em nghe, xinh lắm. Tầm bé là 10 đến 12 cái đầm ren cho em nghe. Đấy. Cái đầm mấy chị ra mua 200 mấy chục ngàn cái đầm cho em nghe luôn. Rồi lên lại cái đầm ren hàng Quảng Châu xếp 2 món cho em nha. Cái này xếp 2 món. 10 cái 12 cái size một cái đầm ren. Cái đầm ren này chốt dịch xương phạm này hàng Quảng Châu cho em nghe. Mặc sướng ấy, trời ơi. Nè. Đúng không? Hàng xịn luôn cả nhà nha. Hàng mấy chị mua 200 mấy ngàn đó. Mấy chị về mix đồ cho em nghe, bao hàng luôn á. Ok, chị xương phạm này, một cái đầm ren cho em nghe. Rồi, có ngố với con không? Chắc có. Để size còn nhiều mẫu lắm. Rồi một cái áo vàng hàng Quảng Châu size bé là tầm 18 ấy, áo vàng 16 18 cái size áo vàng cho em. Áo vàng của bé gái nha, hàng Quảng Châu luôn. 16 cái 18 cái áo màu vàng chắc này, xuống lắm đó chị ơi, chắc đẹp lắm cả nhà. 16 đến 18 cái cho em nha. Rồi chiếc áo vàng cho em nha. Áo vàng còn một cái bình của nó này. Ok chưa? 16 đến 18 cái áo vàng em chốt thì chồng khuôn, mặc chung với quần jean hồi nãy giùm em. Mặc chung quần jean áo màu vàng, áo màu trắng cho em nha, là chị phối đồ bao đẹp luôn ha. Ok chưa? Bì nè. Chắc đẹp lắm. Em còn cái quần màu đen này, size to này. Chị Ngọc ăn hồng em hết rồi. Ôi ôi, còn một cái quần. Em cái quần này quần size to đấy chị ơi. Cái quần hàng Quảng Châu nè, cả nhà nha. Nó hay lắm. Ủa đẹp lắm, cái quần này tầm bé là tầm 32kg. Cái tầm 32kg là 3kg nha, quần đen. 32kg cho em đây, quần đen cho mấy chị nha. Rồi lên một quần đen cho em nha. Hàng Quảng Châu cho em nghe, dài, quần dài, chất vải rất là đẹp luôn, hàng xịn luôn. Túi hộp nha, có túi hộp cho em nghe. Được, coi em mặc vừa, em lấy cho mặc. Coi em bụng bự. Rồi đen rồi cả nhà. Đẹp chưa, xịn sò chưa. 32 với 3 cái em mặc vừa đi. 32 với 3 cái em màu đen, quần túi hộp nha. Chất đẹp lắm, hàng Quảng Châu. Ở quần đen này chất gì ạ? Chị Tú Trinh nè, Tú Trinh nha. Rồi ok chị yêu nha. Tú Trinh màu đen nè. Đẹp lắm, hàng Quảng Châu mấy mơi, hàng xịn luôn á. Cắt mặt bao xuống luôn. Rồi ok chịu nha. Thảo Vi hết rồi chị yêu. Dạ Thảo Vi hết size chị yêu. Mấy cái quần đó mấy chị ra ngoài mua mấy trăm ngàn á.
có vé đây đâu. Em còn một set màu xanh hàng đuổi hàng Quảng Châu size bé 22 cái em này, set màu xanh hàng đuổi cho em. Ồ đẹp chưa? Ồ cái chân váy này chưa? Xanh nha, 22 ký 23 ký màu xanh này, 22 ký 23 ký hàng đuổi Quảng Châu. Set Quảng Châu nha cả nhà nha. 22 ký 23 ký màu xanh cho em chân váy. Ồ cái chân váy cho em nghe này cả nhà, đẹp xuống lắm cả nhà. Rồi màu xanh nha, xanh này chút thì điểm trần. Ok. Cho chị chốt đủ đơn này. Ok, xanh này chút thì điểm trần nha. Màu xanh cho em nghe, ok chịu này, điểm trần cái đơn này. Rồi ok chiếu nha, màu xanh cái chiếu này. Chất đẹp lắm. Hàng Quảng Châu chất đẹp lắm chị yêu ơi. Hàng nó vừa đọc vừa lẹ cho em nghe. Mà giá siêu rẻ cả nhà luôn á. Đây quần jean này. Để coi là quần jean Quảng Châu mấy chị chốt luôn này. Rồi là một cái quần jean nha, quần jean Mickey nè. Cái này size của bé tầm 16 với 18 cho em quần jean. 16 đến 18 mét xanh này chốt cho chị. Chị Diễm Trần, xanh em chốt chị Diễm Trần hả chị nha. Rồi một cái quần jean này 16 18 cho em, coi giãn cho em nha. Quần jean này 16 18 cho em nha, thoải mái cho em nghe chưa. Quần này dễ thương lắm, ống rộng. Ống nó dưới rộng cho em. Quần jean này chốt cho Hồng Hạnh nha. Quần jean này chốt cho Hồng Hạnh này. Đẹp lắm chị ơi. Ok chị Hồng Hạnh có đơn nha. Chắc bao kê cả nhà ơi. Rồi jean này chốt cho Hồng Hạnh có đơn cho em này. Áo, áo một trắng Hoàng Châu. Áo trắng này, trời ơi thương quá. 35 ký 38 với áo một trắng cho em nha. Các hàng Quảng Châu. 35 ký 38 với nha. Trời ơi cưng ghê luôn, áo một trắng này, hàng Quảng Châu. 35 38 với nha. Đấy, là lần áo trắng cho em mặc chung bùi cho em áo trắng. 35 38 với áo hàng Quảng Châu nha. Rồi áo trắng cho em nha. Chị đâu có sai chút. 35 ký 38 với áo một trắng cho em nha, còn cái áo một trắng. Chị Ngọc Ăn Hồng là khách mới đó. À, không bán lẻ một cái, em bán combo hai cái 119 nha, hai món cho em nha. Áo trắng này, chị Tuyết Nguyễn Dự Phòng này, chị Ngọc Ăn Hồng là khách mới, chưa có số điện thoại. Lấy chưa có đơn đúng không? Chị lên số điện thoại cho em nghe đi. Đang sẽ combo thì ở hai món 119 nha cho em nghe. Ủa, có một cái kim hàng Quảng Châu. Đẹp ghê luôn á. Rồi ok chịu nha, cố gắng cho em hai bộ cho em nha. Hai bộ đi đơn nha, không thích lẻ một bộ. Quần legging Quảng Châu giùm em nha. Ồ cưng chưa? Cả nhà thấy em kỹ nha, đẹp lắm luôn. Cái này size bé là 12 cái tới 18 mới được nha. 15 cái 18 ấy. Rồi quần legging cho em nha. Đẹp lắm cả nhà. Rồi đẹp ghê luôn á, chắc xịn sò nha cả nhà. Rồi là quần legging này 18 đô lại cho em nha. 15 đến 18 mới nhé. Rồi quần hồng. Mã quần hồng cho em nha, quần legging Quảng Châu cho em nha. Ok chưa? 15 đến 18 miếng mã quần này. Chị Ngọc Ăn Hồng chốt cho chị luôn cho đủ đơn. Ngọc Ăn Hồng. Hàng Quảng Châu hết chứ nha. Rồi ok chịu nặng quần nè. Đẹp lắm. 15 ký tới 18 miếng cấp 2 cho em nha. Cắt bao hàng cả nha. Tí này em sẽ tặng mấy chị một ghi hàng ngố bé gái. Tí là tặng mấy chị một ghi hàng ngố bé gái. Cả nhà theo dõi like dùm em nha. Tí em sẽ tặng mấy chị một ghi nguyên ghi luôn đi. Rồi ok cả nhà. Trời ơi có cái đầm này, một cái đầm trễ vai nha, cái đầm tim hàng Quảng Châu này. Cái đầm này size 12 cái nhé. Rồi lên đầm tim 12 cái cho em, hàng Quảng Châu. Rồi mà đầm tim 12 cái nha cả nhà, đầm trễ vai, đầm trễ vai. Chất vải đẹp lắm, 12 cái cho em. Trời lên mà đầm tim 12 cái cho em nha, đầm tim. Trời lộn xộn rồi, lộn xộn. Tại vì giờ nó lẻ size, em lên được mẫu thì em lên. Đầm tim 12 cái lẻ size nha. Đầm tim nè, cái đầm là 12 ký đây, hàng Quảng Châu cho em nha. Chị Ngọc Ăn Hồng là có cái quần. Chị Ngọc Ăn Hồng có quần cho em nha chị nha. Có quần legging á. Dạ chị có quần legging cho em nha chị yêu. Cái này cái gì đây? Áo này áo. Áo này áo cô lọ, áo màu đen nè. Áo cô lọ màu đen nha, nhưng mà áo Quảng Châu luôn cả nhà. Đây áo Quảng Châu phải, không phải áo hàng xưởng lên đâu. Rồi áo này tầm bé là 16 ký nè, 16 ký nha. Rồi 15-16 ký cho em áo đen. Áo đen cổ lọ 15-16 ký cho em nha. Rồi chất áo đen cho em nha. 15-16 ký cho em nha. Áo màu đen và tay cổ lọ thì cưng quá à. 15-16 ký cho em nha. Rồi là áo đen này có một cái thôi cả nhà. 15-16 ký áo màu đen cho em nha. Hàng Quảng Châu luôn. Còn cái tặng nốt cả nhà 15-16 ký em. Rồi cái này cái gì đây?
áo màu vàng này, áo màu vàng chỗ cưng quá, 30 kg 32 kg đây, áo vàng 30 kg 32 kg nha cả nhà. Rồi ok chị yêu này, rồi ok chị 30 kg 32 kg áo màu vàng hàng ở trong luôn, chị được chốt áo vàng này luôn, xinh lắm, chắc đẹp lắm cả nhà, 30 kg 32 kg cho em nha. Rồi áo vàng cho em nghe này, cái bì của nó này. Rồi 30 kg 32 kg cho em nha, chắc phải xuống lắm. Mã áo vàng cho em nha, áo vàng này em trước chị chồng full này, ok chị yêu, đẹp lắm trời ơi, bao hàng luôn cả nhà ơi, áo vàng cho em nha. Rồi tiếp tục lên mẫu cả nhà, khung giò tay, khung giò tay ngày mai cho em nha, tại vì đang lên sale hàng lễ size á, tí em coi còn bộ nào, tí em coi coi cái nào lễ size em lên cho cả nhà, tại vì hàng đang sale hàng lễ size á cả nhà. Giò tay bé gái ngày mai ngày mốt có hàng về thì mẫu đẹp lắm. Trời ơi, một cái quần đen thôi bị xịn cả nhà ơi, quần đen cho em nghe, size bé tầm 20 kg 22 kg nha, chắc phải cực kỳ xuống, có độ cao giãn cho em nha, hàng Quảng Châu luôn. Rồi ok, lên bộ ngố tặng đúng không, ok tí em lên cho. Rồi lên bộ đen nè, quần đen này trai gái mặc được nha, bé gái đi gái trai mặc được nha, chắc phải đẹp lắm hàng Quảng Châu. Cái này tầm 20 kg 22 kg cho em nha, đấy 20 kg cho em quần đen, đen này 20 kg nha chị Thúy Thuê hả, Thúy Thuê là nãy giờ bây giờ mới lên được, ok chị nè. Rồi quần đen đẹp lắm giùm em mấy chị ơi. Rồi ok chị yêu nè, đó chắc phải xuống lắm hàng Quảng Châu, đẹp, đẹp lắm mấy nơi. Đen cho em nghe nè, rồi còn là siêu phẩm với cả nhà luôn nè, thêm cái màu trắng nè nè, ok cả nhà nha. Rồi đen cả nhà, đen trai lắm mấy chị được cho em. Còn cái gì đây, trời ơi, lông bộ trắng, trắng là sao đến 10 đến 12 cái bộ trắng nhé, hàng đuổi nè, Quảng Châu cho em nè. Rồi 12 cái cho em mặc bộ trắng cho em nha, ở phía sau nè 10 đến 12 cái tà chéo nha. Rồi đẹp chưa, 10 đến 12 cái bộ trắng cho em nha, chắc phải vạt sướng nha, chắc mặc mát lắm trời ơi. Rồi 10 đến 12 cái bộ trắng nha, sao chút ép à. Rồi Quảng Châu cho em chắc mặc mát, hàng đuổi cho em nha. Rồi là một trắng cho em nha, trắng này, trắng hơi chút gì thanh ngọc cho em, một trắng dễ thương quá. Hàng Quảng Châu mặc mát lắm cho mấy chị nha. Còn quần riêng không ạ? Quần riêng ok chị yêu, để có còn bộ đàm lên cho quần riêng. Trắng em hết chị ơi, trắng chút chị thanh ngọc luôn nè. Đây cái gì đây, một cái đầm màu trắng rồi, ôi cái đầm màu trắng cho em nha, size bé là 15-16 cái nha, một cái đầm trắng chắc đẹp được chưa, 15-16 cái nha, có size nha, một cái đầm trắng cho em nha, chắc đẹp lắm, 15-16 cái cho em, không đẹp không lấy tiền nha cả nhà, hàng Quảng Châu luôn, 15-16 cái nha cả nhà nha, chắc phải mặc mát sang nữa. Rồi ở phía dưới là có chun bo nha, eo là có chun bo cho em nha, 15-16 cái đầm này chút chương lan này, cái đầm này sang lắm chị ơi nè, chắc đẹp lắm, mạnh tịch luôn kìa ơi. Rồi trắng em chắc thì chương lan nè, là chương lan ok chịu nha, màu trắng cho em nha, chắc phải đẹp lắm em ơi, chắc phải bao xuống luôn. Rồi ok chị yêu nè, còn cái gì đây, đây là cái bộ hay áo gì đây. Rồi ok chị, rồi tí em lên mà tặng mấy gì một mẫu, à cái chân váy, cái này chân váy cho em nha, hàng Quảng Châu cho em nha. Rồi chân váy này, rồi một cái chân váy cho em nghe nha, chân váy này có size của bé tầm là đây tài chéo, cái này tầm 30 kg 32 cái cho em, 30 kg 32 cái nhé. Rồi một cái chân váy cho em nghe cả nhà, chân váy cho em nghe hàng Quảng Châu. Rồi 30 kg 32 cái size nha, mặc chân váy cho em nghe. Đấy, cái chân váy mấy chị mặc chung với áo thun hoặc áo sơ mi, mấy chị bỏ trong quần cho bao đẹp nha. Rồi 30 kg 32 cái size cho em nghe. Đây chân váy này cả nhà, nó lạ lắm, cái này mấy chân váy nó đẹp lắm cả nhà, tầm 30 kg 32 cái nhé. Còn chân váy em có một cái thôi, 30 kg 32 cái size nha, mặc chân váy cho em nghe, chân váy. Rồi xong em lên mấy chị một mẫu kia nữa em tặng cả nhà rồi. Ấy còn màu hồng này, xích hồng, hồng đuổi nha, hồng này giống cái bộ màu xanh lúc nãy á, hồng này tầm bé 18 nhé, 18 ký, 18 với 19 ký nha, 18 với 20 ký cho em, bộ hồng. Rồi là bộ hồng đuổi nha, 18 ký, 18 ký rổ lại cho nha, 18 ký cho em, bộ hồng. Xếp chân váy cho em mấy chị, hàng đuổi cho em, hàng Quảng Châu luôn, bộ hồng, đúng chưa? 18 ký 20 ký cái size cho em nha. Đó, những cái lưng quần cho em nghe nè. Rồi 18 ký 20 ký cái size nha, rồi là bộ hồng, xếp chân váy màu hồng cho em nha, hồng. À, hồng mấy chị nha. Hết chị yêu ơi, hồng. Rồi bé trai ấy chị, để có bộ này bé trai em lên cho.
Hồng này có hai bộ, hồng này có hai bộ. Xếp hồng này có hai bộ cho em nha. Cho em chút. Hồng 18 ký có hai, hồng này còn một bộ nữa. 22 ký cho em. 18 ký tới 22 ký bộ hồng em còn hai xếp. Rồi lên mã chân váy màu hồng cho em nha. Hồng này có size bé 18 ký cho tới là 22 ký cho em màu hồng. Đấy, đẹp lắm mấy chị ơi. 18 ký tới 22 ký cho màu hồng cho em nha. Rất đẹp lắm, hàng Quảng Châu cho em nha. Hàng đuổi á. Mặc cực kỳ xinh mát mẻ cho em nha. Rồi, bây giờ em lên tặng mấy chị một cái mẫu nào đó xong là em nghỉ luôn nha. Mai live tiếp cho mấy chị nè. Để tặng cho mấy chị là mẫu nào đây. Tặng đồ dài bé gái được không? Tặng đồ dài bé gái nè. Cái này có size nè. Đây cái này có size này, tặng cái đi cho mấy chị nè. Rồi cái này tầm bé là 12 kg đồ lại nè. Số 7 10 kg cho tới là. Đây bộ to nhất này, bộ mèo. Rồi em tặng cái đi mấy chị nè. Dài tay đi. Bộ sọc này 10 kg cho tới là bộ sọc này. Mã sọc nha. 10 kg cho tới là 32 kg. Rồi là bộ sọc cho em nha. Đấy bộ sọc này. Ok chưa? Rồi thêm một mẫu sọc cho em đó. 10 kg tới là 32 kg một sọc cho em. Đấy sọc. Mã sọc cho em nha. Sọc. Cái này tầm bé là 12 kg đi. 12 kg cho tới là 32 kg mã sọc này. Rồi là bộ sọc cho em nha. Rồi là bộ sọc cho em nha. 12 kg tới 32 kg một sọc cho em nha. Đấy cưng chưa? Đấy mã sọc cho em, mã sọc. Cái này là tặng trong combo cho em nha. Hàng còn nguyên ri, em tặng theo combo mấy chị nha. Cái này tặng theo combo gì em mấy chị nha. Tặng nằm trong combo tại vì nó hàng nguyên ri cho em nha. Rồi là mã sọc nha. Thế em xin thêm một mẫu nữa tặng trong combo mấy chị nha. Rồi là bộ sọc cho em nha. Cái này tặng theo combo phải là không phải là không đồng mấy chị yêu nha. Cái này nằm trong combo gì em nha. Rồi bộ sọc nha cả nhà, sọc này. Size bé 10 kg đó là 32 cái em. Ok chưa? Sọc 10 đến 32 cái dạ tay. Mã sọc. Rồi. Rồi mã sọc cho em nha. Rồi. Các bạn em chốt đơn nha, sọc. Rồi em sẽ chốt chị nào có đơn này. Sọc này có size của bé là sọc. Để coi tại sọc. Rồi em sẽ lên thêm một mẫu bé trai thêm combo cả nhà luôn, sọc. Rồi, các bạn nghe chốt đơn nha cả nhà. Sọc 22 kg chốt chị Lisa. Ok, sọc 22 cái chút chị Lisa nè. Rồi, 20. Ok, cả nhà tí em lấy thêm một mẫu tặng cả nhà tin cho. 20 kg nè. Đẹp lắm trời ơi, 18 kg. 10 kg, 20 kg hết size. Cái này là thì sen hồng có đây, sen hồng có 27 kg nè. Sen hồng có 27 kg giùm em nè. 16 cái chốt chị Quỳnh này. Cái này có size em chốt đó chị yêu nha. 16 cái em chốt chị Quỳnh đi. Quỳnh đi lấy cái đôi cho ta. Quỳnh đi cái đôi cho ta. 26 cái hết size. 14 cái chốt tiên con này. Tiên con 14 cái hết size cho nha. 20 kg hết size, thì thủy hết size rồi, 26 kg hết size. Chị Quỳnh đi là chốt hai bộ là sao? Còn bộ 33 kg nhé. Còn bộ 33 kg thì 32 33 kg em. Còn bộ 10 kg cho tới là 15 kg, 24 kg hết size rồi. 24 kg hết size rồi. Em còn size bé là tầm 33 kg 32 kg em. Và bộ tầm 10 kg cho tới là 16 kg giùm em. Em còn hai bộ, 10 đến 16 kg, ba bộ. Và một bộ tầm là 32-33 cái nhé. Rồi. Ok chưa? Ok chị lên xin cái bộ kia tặng bộ kia quần nữa nè. Em đủ 2 combo rồi hả? Không nhớ đủ 2 combo chưa nữa. Cứ đánh. Đủ 2 bộ làm chốt thôi. Cứ đủ 2 bộ làm nha chốt nha. 2 bộ là cứ trên. Cứ 2 bộ đủ làm chốt thôi nha. Đây em tặng nốt cái này nữa xong em offline cả nhà nha. 5 bộ được. Nói chung là từ 2 bộ trở lên em đi đơn được rồi mấy chị nha. Từ 2 bộ trở lên em đi đơn rồi. Chút lẻ vẫn được rồi không sao nha. Nhưng mà từ 2 bộ trở lên em mới đi đơn. Rồi.
bộ đem đây ca thì bộ gấu nó tặng này à, nằm trong combo nha, số 14 này, gấu này còn số 14, số 10, số 5, từ số 1 cho tới số 5, số 10 và số 14 thì em rồi à, 16 kg này, chút phúc hầm này, 16 kg này, có size này, gấu này còn số 10, số 14, 17 kg hết size. Gấu này còn size bé 10 kg tới 15 kg. À, số 7 hết size. Gấu 14 số 14 cái gì hồng hạnh này. Hồng hạnh số 14 có size này. Rồi. Số 5 hết size. Gấu này còn bộ số 10. Hết số 6 rồi, còn từ số 1 cho tới số 4, 15 kg chứ gì trên đòn. Trên hồi này có đơn như ta. Tặng cho chị là có đơn nha. Số 5 hết. Tặng này chỉ có đơn thôi. Chị Hân Huỳnh số 4 này, tặng Hân Huỳnh số 4 này. Gấu là của bé gái. Gấu của bé gái nha, Hân Huỳnh số 4. Phượng Phan có đơn chưa ta? Còn bộ số 10, số 10 25 ký chị là chú ông 25 26 ký đó, tranh thủ ấy. Gấu 20 ký hết size rồi. Đây chị yêu ơi, số 6 hết size, bộ gấu này đẹp lắm. Trời ơi, hàng đây em bán mấy chị là 90 ngàn, 100 ngàn bộ đúng không? Hàng Lily á 90 ngàn, 100 ngàn đó. Bây giờ em xem cái gì em tặng trong combo với chị nè. Gấu 25kg này chúc chị Lista số 10 nè. Phượng Pha 12kg á. Phượng Pha này có đơn giùm em chưa vậy? Phượng Pha này có đơn chưa? Cái này tặng cho chị này có đơn cho em nha. Phượng Pha bé gái không lấy, ok chị. Ok. Bé gái, gấu này của bé gái không được ngủ bé gái cho em. Mai là tiếp thôi. Rồi, gấu này còn 2 bộ nha. Ngày mai hả? Để em xem hàng lễ size để coi còn bộ này em gom mấy chị để size lên. Rồi, em nghỉ like nha cả nhà nha. Rồi, gấu số 7 hết size, em còn số 2, số 3 thôi. Còn 2 bộ số 2 và số 3 nha, tặng cả nhà cuối like. Em mới có 1 bộ à? Mới 1. Rồi. Chế yêu ơi, không bộ là không chấp được đâu chị yêu ơi. Nha. 2 bộ, đi lên từ 2 bộ cho em nha. Rồi. Số 4 của 4 kg, đúng rồi. Còn 2 bộ nè. 15 kg hết size rồi, em còn 2 bộ thôi. Lau một mẫu nữa đi hả? Còn bộ nào đâm, lau bộ nào ta? Ok. Ok, để coi còn bộ nào để size cho em like cả nhà luôn nè. Bé trai hả? Đây cái quảng châu gì đây, quảng châu còn green nè. Đây là quảng châu còn mấy bộ màu đen này, đen là quảng châu này còn mấy bộ này. Bộ màu đen này còn nguồn đen dài này, nguồn đen dài tầm 30 kg nè, 30 kg 32 kg nhé. Rồi hàng quảng châu cho em nghe, rồi đen dài này còn sót một cái. Tầm 30 kg 32 cái giác, màu đen dài nè, hàng Quảng Châu cho em nghe. Rồi, cụ nó đẹp lắm, cả nhà mua để dành cho em ăn. Cụ chú hộp nha, chú hộp cho em nghe, hàng Quảng Châu. Chắc bãi đẹp lắm, màu đen. Tầm bé là 30 kg 32 cái giác. Rồi, 30 kg 32 cái giác, bé trai đó, màu đen cho em nghe. Dáng dài, mùa đây bé chị đẹp, mấy quần đây mặc rất là đẹp và mát mẻ cho em nha. Đó, ấm luôn, ấm. Cái này hàng Quảng Châu nè, ok chưa, đen. 30 kg có size đó, đẹp lắm. Rồi, mà đen, đen là chút nhà trần này. Hàng Quảng Châu á, đẹp lắm, cái này nằm trong combo luôn này, đen. Hàng xịn nha. Đẹp lắm chị ơi. Chắc là đẹp lắm. Rồi ok, giờ đen có đơn nè, đen. Còn một nguồn đen túi hộp nữa nè. Đen ở đây.
cưng quá. Đây là cùng đen lẫn nè, có thứ hộp cho em nghe, hơi bị đỉnh luôn. 22kg 24kg em, 22kg 24kg em, đen thứ hộp nè. Rồi đen thứ hộp cho em nghe. Trời ơi xịn sò. Thế má ơi, hàng Quảng Châu nè. 25 ý lại đi, 22kg tới 25 ý màu đen. Và là màu đen đó chị nha, 22kg tới 25 ý mềm. Trên phụ chốt màu đen, đừng nói màu này mấy chị không chốt nha. Trời ơi, màu đen nè, bé trai, đen. Cô cái màu này hàng xịn luôn á, đen này chốt chị Hồng Hạnh đi. Hàng nó đẹp lắm nha mềm nha. 200 mấy nghìn cái màu này mấy chị. Mấy hàng rẻ đâu. Đen này chốt chị Hồng Hạnh nha, Hồng Hạnh nè. Chị thú trên comment sau rồi chị yêu. Thú trên comment sau mất rồi. Đó, chị ơi nghĩ chị bệnh Manatis chưa. Còn quần này cả nhà, xuống trên comment sau á, trên máy em comment trước á. Rồi một cái quần kaki bé trai. Quần cái kaki nè. Kaki nó quần nó lẹ lắm cả nhà. Hàng Quảng Châu nó lẹ nè, túi của nó nè. Mấy chị thấy á, quần kaki nè, túi xịn lắm. Ok chưa. Rồi quần kaki này tầm bé là 18-20 nhá. Rồi lên mạng kaki cho em nha. Không phải kaki mà cũng chắc là hơi gió dù á. Kaki gió dù á chắc phải nó lẹ lắm. Đẹp lắm. Đây, cái này tầm màu xanh đen. Màu xanh đen tầm bé 20 này. Xanh đen, đẹp lắm. Mấy nguồn này dễ thương lắm mấy chị nha. Bé trai đúng không? Đúng rồi bé trai. Đó, hàng Quảng Châu á. Rồi Milan ở chút nguồn này. Xanh đen cho em nghe này. Xanh đen chút Milan nha, bé trai đúng rồi. Có lấy nguồn này không? Cái nguồn nó đẹp lắm cả nhà, dễ mặc lắm. Nguồn dài nữa. Cái mùa mấy chị mặc rất là thích luôn. Đấy, nó lẹ cho em nha. Có túi nè, xịn sò. Đấy, một túi nè, phía sau này túi nè, túi chéo này cho em nghe. Xinh lắm. Rồi, có quần nào 10kg không chị không? Rồi, một bộ không ship vậy chị không? Đây hàng sale. Hàng đây là sale 119.000 hai bộ cho em nghe. Mấy chị nha, 119.000 hai set cho em nghe này. Hàng sale, nãy giờ em đang like hàng sale. Nên là một bộ em không đi đơn được. Ồ cưng quá. Hàng quần này 20kg với túi trinh nè. Ồ cái áo đẹp quá mấy chị ơi. Đó, cái áo này bé gái, áo Quảng Châu cho em nha, hàng xịn luôn mấy chị. Này. Rồi áo màu trắng có tầm bé là 20kg nhé, 20kg 22kg áo màu trắng cho em nha, đơn giản. Áo trắng cho em nha, 20kg 22kg cái vai nè. Áo trắng cho em nha. Rồi 20kg 22kg nhé. Áo màu trắng này dễ thương chưa? Mặc đơn giản cho em nha, chắc vải đẹp lắm. Rồi áo trắng cho em 20kg 22kg, hàng Quảng Châu. Áo trắng còn một cái 20kg 22kg cho em nè. Còn bộ nào nữa hả? Theo tặng mấy chị hả? Ok, còn mẫu nào em tặng cho em nha. Đây màu vàng, còn mấy bộ vàng này. Bé trai này. À không, cái này từ số 1 tới số 8 này, tặng cái bộ đây. Từ số 1 tới số 8 này. Rồi nó bộ vàng cả nha, bộ vàng này. Ok chưa, hàng thun lạnh nha. Bộ vàng, hàng thun lạnh cho em, hình con khủng long 10kg tới là 25kg cho em. Rồi màu vàng hàng thun lạnh cho em, tặng nút cái đi đây nữa xong em nghỉ nha. Màu vàng 10kg tới 25kg cho em. Rồi bộ vàng mấy chị màu vàng nha, thun lạnh cho em vàng. Vàng 25kg chị Dung gặp 13kg với lại 25kg 13kg. Ok 13kg này. Dung gặp là hai bộ đúng không? 13kg với 25kg màu vàng. Rồi chị Kim Dung bộ cho chị đủ đơn nè. Kim Dung một bộ cho đủ đơn chị nè. Nhung ngọc là hai bộ ấy, ok chị Dung nè. Kim Dung có, Kim Dung cho chị chốt là đủ đơn chị Dung nha. Kim Dung nè. Vàng mới đem chốt số 5, chốt chị Mỹ Hồ số 5. Mỹ Hồ số 5 13kg chốt Tiết Nguyễn. Vàng còn bộ số 6 á, còn bộ 6 vàng chút kìa. Mỹ Hồ này chút chưa ta? Mỹ Hồ này chút chưa ta? Vàng số 6. Đây bộ gì đây?
dạ tay cam tàn nút rồi, tàn cái đây nữa xong nghỉ nha. 10 kg cho tới là 20 củ cam này, dạ tay, và 10 kg tới 20 phải 10 kg tới 22 kg củ cam, rồi dạ tay tàn nút đi lên nữa nghỉ nha. 10 kg tới 22 kg củ cam, đầu cam nha. Rồi tàn nút cái này nữa em offline với chị nha. Rồi xong. 10 kg tới 22 kg củ cam, ok chưa? Củ cam này, dạ tay nha. 10 đến 22 cái kem. Rồi ok chưa? Hơi bị đẹp nha. Rồi chắc này cả nhà ơi, 10 đến 22 cái kem một kem. Đó, chị thu chưa? Rồi chốt cho mặt kem cho một kem 10 đến 22 cái một kem từ số 1 tới số 8. Rồi xong, mẫu đây em nghĩ like. Rồi bắt đầu nghe chốt đơn á, một kem này. Đẹp lắm trời ơi, một kem này. 10 đến 22 cái size nha, một kem cho em nghe để size. À, có đủ size kem. Rồi em chúc cam đấy chị nha. Rồi cam bắt đầu nghe chốt nè cam. Dạ. Rồi em nghĩ like cả nhà nha, cam nè. Rồi cam nè. Chị đâu cam đâu. Cam 14kg em chúc chị. À, chị Hân Quỳnh. Hân Quỳnh 14kg size nè. Cam 14kg chị Quỳnh nè. Chị Hân Quỳnh 14kg size nè. Cẩm lon. Cẩm lon lấy số 5 đi. Cẩm lon lấy số 5 nha. Phú Trinh là 22kg nha. Cẩm lau lấy số 5 nè. À, Phú Trinh 22kg cái size nè. Kem này à, 16kg á, Mỹ Hồ 16kg cái em nè. Chị Tuyết Trinh 13kg ha. À, 15kg á. Rồi em hết mấy giờ 15kg tinh đòn. Rồi em hết cả nhà nha. Rồi em hết size hết rồi mấy chị. 15kg chút tinh đòn. Rồi xong. À, em nghỉ like cả nhà nha. 12 giờ kém rồi. Rồi bye bye cả nhà, nghỉ like. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi livestream của em mấy chị nhé. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi livestream của em á. Ngày mai sẽ có hàng mới cả nhà, ngày mai 3 bao. Rồi bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Em chào cả nhà nha.